chương 5140, đại thế, Lăng Hàn trở về, hơn nữa còn thành thánh, tứ nguyên tinh đã có định hải thần châm. Nhưng mà, bởi vì rời đi thật lâu, Lăng Hàn cũng không thể nào biết được tình huống tinh không hiện tại là gì, âm phủ xâm lấn có tiến độ ra sao, mà dương gian tổn thất bao lớn. Bây giờ muốn nhận được tình báo, chỉ dựa vào thánh nhân tự mình đi tìm hiểu, thứ nhất tốc độ nhanh, thứ hai, thực lực mạnh cũng an toàn, muốn đi thì đi. Nhưng thánh nhân nhanh chóng cũng có giới hạn, tinh không quá to lớn, muốn tìm một nơi khác và tìm hiểu tình hình là chuyện không dễ dàng. Cho nên, hiện tại tin tức của mọi người rất bế tắc. Từ điểm đó mà nói, thường ra tồn tại thật sự quá trọng yếu, một khi bọn họ phản bội, tương đương biến tất cả mọi người thành người mù và kẻ điếc. Lăng Hàn thành thánh, hắn rất nhạy cảm khi cảm nhận thiên địa. Thân nạp quy tắc, kỳ thật tự ý nghĩa nào đó là chôn vùi tự thân, cùng đồng hóa với thiên địa. Bởi vậy thiên địa phát sinh biến hóa, tự nhiên sẽ rất nhạy cảm. Lăng Hàn phát hiện, quy tắc cơ sở đang lung lay sắp đổ. Chuyện này rất khủng bố, vạn nhất quy tắc tan vỡ, toàn bộ tinh không sẽ đột nhiên nổ tung, cũng có thể xảy ra cơn bão năng lượng siêu cấp bao phủ mọi thứ, hủy diệt mọi thứ. Vì sao lại như thế? Đương nhiên là bởi vì âm hồn xâm lấn, làm cho âm dương hai giới dung hợp với nhau. Hai giới này vốn đối lập, không hợp nhau, bây giờ bị cưỡng ép dung hợp, tự nhiên sẽ sinh ra quy tắc va chạm mãnh liệt. Quy tắc tuy mạnh nhưng dựa vào thiên địa sinh ra, hiện tại thiên địa cũng bị hủy diệt quy tắc còn đâu. Lăng Hàn nhíu mày, kể từ đó, ai chiếm được chỗ tốt. Những thượng cổ đại đế kia muốn hủy diệt tinh không sao. Bọn họ không phải yêu cầu trường sinh sao, hủy diệt tinh không có chỗ tốt gì. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hơn nữa, biến hóa như thế, những đế tử kia khẳng định biết rõ, thánh nhân cũng cảm giác được, vì sao cam tâm làm việc. Ra không còn, lông mọc nơi nào, Lăng Hàn lắc đầu, có lẽ đây là bí mật lớn nhất của thượng cổ đại đế. Tăng thực lực lên, chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể tham mộ và tham gia đại thế, nếu không cũng chỉ làm bia đỡ đạn, sẽ tiêu vong trong thủy triều diệt thế. Sau khi bước vào thánh vị, tốc độ tăng lên của Lăng Hàn càng nhanh. Ở tứ cực cảnh, Lăng Hàn đã lĩnh ngộ quy tắc đủ nhiều, hơn nữa còn bị tiên khí giới hạn, hắn chỉ có thể thích lũy tất cả, sau khi bước vào thánh vị, hắn chỉ cần cảm mộ cảnh giới là đủ rồi. Tịch diệt cảnh, chính là để thân thể tịch diệt, cùng đồng hóa vào thiên địa. Lăng Hàn nhanh chóng đạt tới cực hạn của thân thể, hắn đã dung nạp 25 đạo quy tắc bát tinh, muốn dung nạp nhiều quy tắc hơn nữa chỉ có một biện pháp, đó là đột phá bản thân. Nói cách khác, hiện tại hắn đã là thánh nhân nhất tinh đỉnh phong. Không có biện pháp, hắn tích lũy lực lượng quá đủ mới có thể hậu tích bạc phát, cho nên vừa đột phá mới tăng lên đỉnh phong. Thánh nhân cửu trọng, đó là quá trình đột phá cực hạn. Lăng Hàn giật mình, khó trách thánh nhân cao dài ít như vậy. Trên thực tế, thánh nhân hoàn toàn có thể không phân cấp bậc, nguyên nhân mỗi một bước đều là đột phá cực hạn. Lăng Hàn nhíu mày, từng bước để thân thể tịch diệt và đồng hóa với thiên địa, làm sao thành đế. Đại đế áp đảo quy tắc, có thể đồng hóa với thiên địa, thân nạp quy tắc, làm sao hoàn thành bước này. Đối với người khác mà nói, thành thánh chính là mục tiêu cuối cùng, nhưng mà, ánh mắt Lăng Hàn chính là thành đế, cho nên, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Cái này gọi là phá rồi lại lập sao, Lăng Hàn thì thào, từng bước tịch diệt bản thân, cũng chẳng khác gì mất đi bản thân, rõ ràng thực lực tăng lên, nhưng từ trên bản chất chẳng khác gì luân hãm và thành nô lệ của thiên địa. Cho nên, sau khi đạt tới cực hạn sẽ đánh vỡ trói buộc, tử cực mà sinh. Lăng Hàn còn chưa có đạt tới độ cao thánh nhân cửu tinh, hiện tại cũng chỉ có thể suy đoán. Nhưng từ trước đại đế đều từ thánh nhân nhất tinh đi đến cửu tinh, lại tới chuẩn đế, cuối cùng hoàn thành nhảy ra một bước cuối cùng, từ đó thành tựu đế vị. Cho nên, thánh nhân là con đường phải qua, ta cũng chỉ có thể đi một bước này. Lăng Hàn ném tất cả nghi hoặc sang một bên, trước tiên phải để bản thân bình tĩnh, điều chỉnh trạng thái, sau đó hắn sẽ đánh vỡ cực hạn thành tiểu thánh vị nhị tinh, việc này cần thời gian lắng đọng. Ở tịch diệt cảnh, tăng lên một tiểu cảnh giới cần thời gian cả ngàn cho tới vài vạn năm. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thánh nhân đều muốn đánh phá cực hạn cho nên mới bị kẹt lâu như vậy. Một bước này, không có bất kỳ người nào có thể giúp một tay, cho dù là đại đế cũng không được. Chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng đúng, đến một bước này thân nạp quy tắc, đồng hóa cùng thiên địa, người bên ngoài muốn nhúng tay vào khác gì đối địch với thiên địa. Đương nhiên đại đế cũng không được, nếu không, đại đế sẽ hóa đạo hay sao? Dù là 12 tuyệt địa chi chủ cũng không thể không ẩn nấp, bằng không sẽ bị thiên địa giới hạn, nếu không đã sớm chạy ra ngoài gây họa từ lâu. Đại đế còn chưa đủ châu bò sao? Trước mặt cửa ải này, Lăng Hàn cũng bị nhốt, trong thời gian ngắn không thể đột phá. Việc này gấp không được, Lăng Hàn chỉ có thể từ từ tích lũy lúc đạt tới cực hạn sẽ sung kích chỉ có thể như thế hắn cũng không có nhàn rỗi hắn chạy khắp nơi đầu tiên xem đám người đinh thụ thế nào thứ hai hắn cần hiểu thiên hạ đại thế đám người đinh thụ vẫn mạnh khỏe hơn nữa đều đạt tới cấp độ tam tinh tứ tinh đừng nhìn kéo dài khoảng cách không lớn nhưng lăng hàn cần phải cố gắng và mất cả trăm năm mới đuổi kịp dù sao lúc trước hắn kẹt ở cấp độ giáo chủ tôn giả quá lâu hơn nữa thắp sáng thánh hỏa cũng tốn rất nhiều thời gian nói đến mộ tính bá chủ nguyên thế giới đều có ngộ tính nghịch thiên. Cho nên, Lăng Hàn muốn gặp bọn họ, có lẽ sẽ gặp ở ngưỡng cửa chuyển đế, hoặc hắn nhận được bảo dược tuyệt thế có thể ra tốc hắn đột phá cực hạn thân thể. Đại dược như thế ít đến thương cảm, sẽ bị thánh nhân cướp đoạt. Thượng cổ đế tử cũng tiến bộ thần tốc, bọn họ bị phong ấn cũng đã là thánh nhân, hơn nữa thời điểm phong ấn, thần thức cũng có thể vận chuyển, tương đương với cảm mộ thiên địa. Cho nên, sau khi bọn họ giải phong, tiến cảnh nhanh đến mức dọa người. Thượng cổ đế tử mạnh nhất đã là thánh nhân lục tinh, so sánh ra, thế hệ hoàng kim còn kém quá nhiều, bây giờ đã không ai đề cập tới bọn họ, hào quang sớm bị che giấu đi rồi. Hiện tại, nhân tuyển được công nhận có khả năng thành đế chính là thượng cổ đế tử, còn có đám người lăng hàn, đinh thụ. Có ít người hết sức coi trọng lăng hàn, cũng xem hắn như chúa cứu thế, dù sao cũng được công nhận là vương giả mạnh nhất vạn cổ, nhưng cũng có chút người cho rằng tu vi của hắn tăng lên quá chậm, từ cảnh giới, hắn đã bị bỏ xa, hiển nhiên thiên địa không xem trọng hắn. Thành đế, nhất định phải nhận được thiên địa chiếu cố. Bởi vậy, thượng cổ đế tử mới là nhân tuyển đứng đầu, dù sao có huyết mạch đại đế, hơn nữa, thời đại này không tầm thường, vô cùng có khả năng đánh vỡ nguyền rủa đế tộc không thể thành đế. chương năm 1141, khô lâu thánh binh đánh tới. Lăng Hàn cũng không quan tâm người khác nói cái gì, hắn xông vào trận doanh âm hồn và đại khai sát giới. Hắn hôm nay còn sợ cái gì? Oanh, Hắn mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không có đối thủ. Trước đó hắn chỉ là tôn giả thời đã có thể quét ngang âm hồn, chỉ sợ Khô Lâu Thánh binh mà thôi, hiện tại hắn đã thành thánh, tự nhiên chiến ý hùng hùng, hắn muốn đánh với Khô Lâu Thánh binh một trận. Hắn không có hứng thú với những kẻ tầm thường, oanh, 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 hắn cực kỳ tùy ý, có đôi khi xuất quyền, có đôi khi xuất cước, có đôi khi hắn vận dụng sát khí xung kích, nhưng cho dù như thế nào, một kích của hắn có thể đánh chết ngàn vạn âm hồn. Đây là nghiền ép hoàn toàn thậm chí ép âm thánh không dám tiến lên phía trước. Không cần năng lượng hủy diệt, Lăng Hàn hiện tại giết âm thánh dễ như trở bàn tay. Trước kia hắn đánh một nơi sau đó đổi nơi khác, sợ bị âm phủ nhầm vào, bố trí thiên la địa võng vây giết, hiện tại, hắn hoàn toàn không sợ. Cho dù ngươi đến thì thế nào, cùng lắm thì ta lấy đế binh xé rách không gian, khi đó thong rong rời đi. Hắn giết liên tục 7 ngày, giết 10 tinh vực gần đó không còn âm hồn, hắn muốn đi tới nơi xa hơn, mười mấy tên âm thánh đều lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt trống rỗng mang theo chấn kinh. Chiến lực như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua. Lăng Hàn nhìn những âm thánh kia, thản nhiên nói. Vì sao các người xâm lấn nhân gian, ai nói cho ta biết nguyên nhân, ta có thể tha cho kẻ đó không chết. Mặc dù cách người cái tinh vực, nhưng thần thức của hắn quá cường đại, tùy tiện là có thể dùng thần niệm nói chuyện với âm thánh. Âm hồn cũng không có thực thể, chỉ là linh hồn mà thôi. Những âm thánh này lạnh lùng, hoàn toàn bất động. Đã như vậy, vậy các người hận mệnh đi. Lăng Hàn cất bước, hắn phát động phượng dực thiên tường, đôi cánh bao phủ thiên địa còn lớn hơn cả tinh vực, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt âm thánh. Mẹ nó, tại sao lại nhanh như vậy? Những âm thánh kia đều kinh hãi, trước đó Lăng Hàn quét ngang tám phương, nhưng cho tới bây giờ dùng tốc độ cực nhanh như thế, bọn họ lâm vào thế bị động. Bành, Lăng Hàn xuất quyền, lực quyền hóa thành một vệt ánh sáng đánh vào người một tên âm thánh, dung hợp 25 đạo quy tắc bát tinh trong đó, thậm chí còn chưa sử dụng tới tín ngưỡng lực, nếu không, cực hạn của Lăng Hàn hiện tại đã đạt tới 30 đạo quy tắc bát tinh. Có thể nói, cho dù là thượng cổ đế tử đạt đến thánh nhân cửu tinh, có sử dụng tín ngưỡng lực cũng chỉ ngang Lăng Hàn về số lượng. Trong tình huống cảnh giới tương đương, ai không phải bị Lăng Hàn dẫm dưới chân. Trừ phi là là bá chủ nguyên thế giới như đinh thụ, đám thượng cổ đế tử yêu nghiệt hơn nữa cũng phải cao hơn Lăng Hàn hai ba tiểu cảnh giới. Nếu không có ưu thế dẫn trước, bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Có thể nói, Lăng Hàn hiện tại có danh xưng thánh nhân mạnh nhất là danh xứng với thực, cũng không có quá lời chút nào. Tốc độ xuất quyền quá nhanh, tên âm thánh không có thời gian tránh né, hắn chỉ có thể ngăn cản. Nhưng mà, sự chống cự của hắn như châu chấu đá xe, căn bản không có ý nghĩa. Một tia sáng xuất hiện, một quyền nghiền áp, tên âm thánh kia lập tức biến thành cho. Lăng Hàn cảm giác được, thiên địa đã ban thưởng cho hắn, cũng gia tăng sinh mệnh bản nguyên cho hắn. Bây giờ, kích giết âm thánh ban thưởng ít như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, nhưng ngay cả như vậy cũng không ảnh hưởng quyết tâm giết âm hồn của hắn. Nếu hắn đã thành thánh, đám âm hồn phải run rẩy dưới gót chân của hắn. Bang, 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 hắn tùy ý xuất quyền, nhưng quyền quang như sao băng, nhanh đến mức không cách nào hình dung, cho nên các âm thánh chỉ có thể ngạnh kháng, mà ngạnh kháng sẽ có kết quả hồn phi phách tán. Đây chính là uy thế của thánh nhân mạnh nhất, âm thánh khủng hoảng, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, thánh nhân khó giết, nguyên nhân đánh không lại sẽ bỏ chạy, việc này cũng có thể áp dụng với âm thánh nhưng mà đừng quên lăng hàn nắm giữ thân pháp nhanh nhất thiên hạ đôi cánh chấn động hắn đã đuổi kịp một tên âm thánh một quyền đánh nát âm thánh cái gì thánh nhân ở trước mặt hắn đều là cặn bã nếu như lúc này còn có tinh võng có người nhìn thấy trực tiếp khi đó sẽ bộc phát tin tức kinh động thiên hạ quá mạnh đây thật là thánh nhân sao muốn giết thánh nhân dễ dàng như thế cũng chỉ có chuẩn đế nhưng tốc độ của thánh nhân rất nhanh cho dù không ai bằng lăng hàn, nhưng bị chậm chế một chút, đám âm thánh đã sớm chay không thấy hình bóng, muốn đuổi theo cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không quan trọng, lăng hàn tiếp tục tiến lên, hắn tiếp tục quét ngang. Sau khi thu phục cả trăm tinh vực, hắn đi tới một mặt trời bị dập tắt. Dương gian bị âm phủ hóa, bước đầu tiên chính là dập tắt mặt trời, mà lăng hàn bây giờ cần khôi phục sinh cơ của dương gian, bước đầu tiên chính là thắp sáng mặt trời. Đây là hỏa diễm sinh mệnh, bốc cháy cho ta, Lăng Hàn rót lực lượng vào trong mặt trời, nhưng mà, vầng mặt trời này đầy tử khí âm u, không có dấu hiệu bốc cháy. Hả, Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vận dụng thiên đạo hỏa, lúc này lại khác biệt, chỉ thấy mặt ngoài mặt trời có hoa văn phát sáng giống như dung nham phía dưới sôi trào. Oanh, toàn bộ mặt trời đột nhiên bốc cháy hừng hực, cũng tỏa sáng trong vũ trụ tối tăm. Lăng Hàn cười một tiếng, mặc dù chỉ là ngọn đèn trong bóng tối nhưng nó lại là đồ đằng của hy vọng. Dấu hiệu này đại biểu cho sinh cơ, ta vừa đi, âm phủ khẳng định sẽ ngóc đầu dậy và dập tắt trời cho nên lang hàn cười nói hắn đi vào trong mặt trời nếu mặt trời nổ tung thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh nếu bị đánh chúng sẽ biến thành cho tàn nhưng đi vào trong mặt trời chỉ là chút lòng thành hắn làm ra bố trí sau đó đi ra lại thắp sáng mặt trời khác chỉ cần mặt trời cháy hừng hực mỗi tinh vực sẽ khôi phục sinh cơ hoàn cảnh âm phủ sẽ rút lui một cái hai cái ba cái càng ngày càng nhiều mặt trời sáng lên từ đó tinh vực không còn tối tăm. Đột nhiên Lăng Hàn cảm ứng có khí tức đáng sợ tới gần. Hắn ngừng lại, hắn nhìn vào tinh không tối tăm, một con quái vật khổng lồ đang tới gần, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện. Hắn đứng lại cách Lăng Hàn vạn trượng, đó là thân thể do xương trắng tạo thành. Khô lâu thánh binh, suốt cục, âm phủ đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, rất tốt, khô lâu thánh binh đã đến. Oanh, khô lâu thánh binh không có bất cứ tình cảm gì, cũng không nói nhảm, vừa xuất hiện đã xuất thủ, nó đanh một trưởng mang theo khí tức khủng bố về phía Lăng Hàn. Đây chính là thánh khí, hơn nữa không phải một cái, mà là trăm kiện thánh khí trồng lên, uy lực sẽ kinh khủng bực nào. chương năm đối kháng, đặt ở quá khứ, Lăng Hàn nhìn thấy khô lâu thánh binh sẽ lập tức chạy trốn. Đừng nói hắn, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng giống như vậy, ngạnh kháng với tồn tại này sẽ chết. Trên trăm kiện thánh khí cùng oanh kích, thử hỏi trong thiên hạ có ai ngăn cản nổi có lẽ phải là chuẩn đế nhưng bây giờ lăng hàn kích động chính mình có thể đối kháng hay không hắn khẽ quát một tiếng toàn lực ứng phó rút ra tín ngưỡng lực hóa thành một quyền mạnh nhất của hắn oanh đấm ra một quyền đối chọi với khô lâu thánh binh vừa mới tiếp xúc lăng hàn đã có cảm giác lực lượng đáng sợ ập tới hắn bị đánh bay ra ngoài quy tắc nhận đếm không hết ập tới muốn đánh hắn thành cặn bã trước kia hắn không thừa nhận nổi một chiêu này nhưng nếu bị công kích từ xa hắn còn có hỗn độn cực lôi tháp tiêu giảm lực sát thương, hiện tại hắn phải tự mình thừa nhận. Sau khi hắn lui lại vạn dặm, một kích như thế lại đánh tới. Lăng Hàn nhe răng, trên người hắn đổ máu, nhưng cũng còn tốt, hắn không trọng thương, cũng không ảnh hưởng chiến lực. Trái lại khô lâu thánh binh lông tóc không thương, thật sự khủng bố, chẳng những chiến lực mạnh vô biên, hơn nữa phòng ngự cũng biến thái như vậy. Phải biết, Lăng Hàn đánh ra 30 đạo quy tắc bát tinh, thế mà không thể gây tổn thương đến khô lâu thánh binh không hổ là thánh khí tạo thành cỗ máy chiến tranh thần ý của hắn quét qua hắn phát hiện rất nhiều âm thánh đã ngóc đầu trở lại cũng đang lao vào mặt trời hiển nhiên bọn chúng muốn dập tắt mặt trời cũng biến hoàn cảnh chung quanh thành âm phủ hóa lang hàn không có đi ngăn cản lúc này hắn bị khô lâu thánh binh để mắt tới hắn nào có thời gian ngăn cản cũng chính vì như thế những âm thánh kia mới có thể dập tắt mặt trời oanh khô lâu thánh binh tiến tới một bước tốc độ nhanh đến dọa người cũng vượt xa những thánh nhân khó trách nó có thể làm các thánh nhân nghe mà sợ vỡ mật thật sự chỉ kém chuẩn đến một đường mà thôi nó xuất thủ tấn công lăng hàn lần nữa công kích vô cùng đơn giản không có bất kỳ hoa mỹ gì nhưng cũng vô cùng thực dụng không có lãng phí một tia lực lượng bàn tay đánh tới như ma trưởng diệt thế lăng hàn hét lớn một tiếng hắn không sợ đối cứng lần này hắn vận dụng năng lượng hủy diệt bành một kích qua đi lăng hàn bị đánh bay lần nữa nhưng trên thân khô lâu thánh binh tỏa ra ánh sáng chấp tắt sau đó hơi tối lại một chút. Năng lượng hủy diệt rất thực dụng, đã tạo thành phá hư nhất định, nhưng khô lâu thánh binh do trăm kiện thánh khí tạo thành, chúng cùng chia sẻ lực phá hoại của năng lượng hủy diệt, từ đó khó tạo thành phá hư hủy diệt. Sau một kích này, có thể nói là cân sức ngang tài, lăng hàn bị đánh bay, toàn thân xuất hiện nhiều vết thương nhẹ, khô lâu thánh binh cũng bị thất thế. Nếu các thánh nhân khác có mặt, nhất định sẽ ôm đầu kinh hô. Rốt cuộc có người kháng trụ khô lâu thánh binh tấn công chính diệt, hơn nữa, còn dưới điều kiện tiên quyết không có đế binh chấn áp a à, a à, đúng lúc này từng tiếng kêu thảm thiết bằng thần thức vang lên chỉ thấy ở nơi xa xôi từng mặt trời phun ra năng lượng hủy diệt âm thánh sắp xuất thủ đều bị thiêu sạch sẽ lăng hàn cười nhạt một tiếng lúc này hắn bố trí năng lượng hủy diệt ở mỗi mặt trời hiện tại những âm thánh đi dập tắt mặt trời tự nhiên sẽ phát động năng lượng hủy diệt những năng lượng hủy diệt được mặt trời ra trì chúng bỗng nhiên bạo phát cũng gạt bỏ âm thánh oanh khô lâu thánh binh đứng bất động nó lại vung tay lên và đánh ra một kích lăng hàn dùng quyền nghinh kích chiêu chiêu ngạnh kháng hắn không sợ hãi chút nào oanh 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 bọn họ kịch chiến nhưng không ai chiếm thượng phong từ đó tạo thành bế tắc cục diện nơi xa âm thánh không dám tiếp tục xuất thủ sợ mình cũng bị hình thần câu diệt bọn họ nhìn lăng hàn và khô lâu thánh binh kịch chiến từ đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi quá mạnh tại sao có thể có thánh nhân cường đại như thế hơn nữa Lăng Hàn chỉ là nhất tinh mà thôi, nếu ra hỏa này bước vào nhị tinh, thực lực khẳng định sẽ tăng thêm một bậc. Như vậy tam tinh, tứ tinh thì sao? Với thiên phú yêu nghiệt của hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xông lên ngũ tinh, đến lúc đó, trỏ sợ khô lâu thánh binh cũng khó cản hắn. T. Lấy sức một mình xoay chuyển tình thế, đây là phong thái đại đế. Nhưng mà, âm thánh lập tức bình tĩnh trở lại, nguyên nhân nói đến đại đế, bọn họ có tới 12 người. Dù Lăng Hàn thành đế, nhưng một đấu 12, hắn có phần thắng hay sao? Năm đó huyền thái vũ đủ cường đại, còn không phải bị đánh trọng thương, về sau phải hóa đạo quy thiên. Lăng Hàn cũng nhíu mày, mặc dù hắn ngăn cản khô lâu thánh binh, nhưng mà đây chỉ là một con. Âm phủ có bao nhiêu khô lâu thánh binh, nói ít cũng có gần trăm con, nếu hai con liên thủ thì sao? Đủ làm hắn ăn đau khổ, nếu ba bốn con, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Thực lực, thực lực còn chưa đủ, lăng hàn cắn răng hắn nhất định phải mau chóng đột phá nhị tinh dung nạp càng nhiều quy tắc khi đó hắn mới có thể địch ba địch bốn khô lâu thánh binh xuất thủ như điện dường như nó trời sinh chỉ vì chiến đấu lăng hàn hừ một tiếng hắn vận dụng hỗn độn cực lôi thác mặc dù hắn có đế binh nhưng mà không phải do hắn luyện ra trung quy có ngăn cách thứ hai thức tỉnh đế binh tiêu hao quá lớn hắn không chịu đựng nổi cho nên đương nhiên hắn vẫn dùng hỗn độn cực lôi thác từ khi cảnh giới của hắn tăng lên, Hỗn độn Cực Lôi Tháp cũng thăng cấp thành thánh khí. Mẫu kim tạo thành thánh khí, khủng bố cỡ nào? Oanh, Lôi Đình vận chuyển tấn công Khô Lâu Thánh binh. Chỉ cần một đạo đã ép Khô Lâu Thánh binh lui lại, uy lực còn mạnh hơn bản thân Lăng Hàn quá nhiều. Không có biện pháp, Mẫu kim vốn có tiềm chất mạnh nhất thiên hạ, bởi vì giới hạn bởi cảnh giới của Lăng Hàn nên không thể phát huy uy lực mà thôi. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đã thành thánh nhân, Hỗn độn Cực Lôi Tháp cũng thành thánh khí còn kém một chút đã thành đế binh, uy lực có thể không mạnh sao. Lăng Hàn nhìn hỗn độn cực lôi tháp lơ lửng trên bầu trời, hỗn độn khí hàng lâm tạo thành lực phòng ngự cường đại, bản thân hắn xuất quyền oanh kích khô lâu thánh binh. Bang, 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 ở hắn cường thế công phạt, khô lâu thánh binh liên tục lui lại, nó không thể địch lại. Nhưng phòng ngự của khô lâu thánh binh cũng quá kinh khủng, cho dù bị oanh kích cũng không hỏng, trên trăm kiện thánh khí chia sẻ tổn thương, rất khó tiêu diệt nó trừ phi thực lực lăng hàn cường đại đến mức có thể một kích hủy diệt trên trăm kiện thánh khí khi đó mới có thể kiến công đừng nói là hắn chỉ sợ chuẩn đế cũng không có châu bò như thế toàn thân âm thánh run rẩy các thánh nhân nhìn thấy sẽ sợ hãi ông đúng lúc này một đạo khí tức đáng sợ ập tới chỉ thấy trong tinh không xa xôi xuất hiện khô lâu thứ hai con khô lâu thánh binh thứ hai oanh khô lâu thánh binh không nói nhảm cỗ máy chiến tranh này làm gì có công năng nói chuyện nó trực tiếp xiết tới một trưởng mang theo thánh uy ngập trời. Bành, hai đầu khô lâu thánh binh liên thủ, chiến lược tăng vọt rất lớn. Lăng Hàn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp mới có thể chiến ngang tay, nhưng đây đã là cực hạn của hắn. Trường 5143, Đại quân áp cảnh. Hai đại khô lâu thánh binh vây đánh Lăng Hàn. Trận chiến này mà chuyến tinh không, kia Lăng Hàn khẳng định sẽ nổi danh, sẽ được gọi là người thành thánh nhanh nhất. Khô lâu thánh binh cường đại cỡ nào, giết bất cứ thánh nhân nào bỏ chạy như bay. Thế nhưng mà, Lăng Hàn lấy một địch hay không rơi vào thế hạ phong. Cái này, không phải thiên hạ đệ nhất thánh sao. Trừ chuẩn đế ra, còn ai có thể so sánh. Nhưng sau một lúc, con khô lâu thánh binh thứ ba tới. Lăng Hàn không hề quái lạ khi âm phủ phản ứng nhanh như vậy. Nguyên nhân thường ra đã đứng về phía âm phủ, nắm giữ tinh võng, tin tức tự nhiên sẽ chuyển đi rất nhanh. Ba đầu khô lâu thánh binh, dù Lăng Hàn yêu nghiệt, cũng không thể không rơi vào hạ phong, hắn bị đè đánh. Nhưng mà, hắn ương ngạnh chống đỡ mặc dù rơi vào hạ phong vẫn có thể bất bại thế nhưng mà khô lâu thánh binh chỉ có ba đầu sao đương nhiên không thể nào qua một lúc sau khô lâu thánh binh thứ tư xuất hiện lần này lăng hàn cũng không đỡ nổi hắn có thể đối kháng cực hạn chính là ba đầu khô lâu thánh binh bốn đầu hắn không có cách gì ngang hàng rút lui hắn không có ngạnh kháng hắn lựa chọn rút lui muốn chạy đế vô cực xuất hiện hắn lấy ra đế binh tấn công lăng hàn không chỉ là hắn còn có đồng minh cũng vận dụng đế binh. Lăng Hàn không do dự nữa, thanh trúc kiếm thức tỉnh, đế uy tràn ngập xiết ra một con đường. Sau đó, hắn phát động phượng dực thiên tường, trong nháy mắt trốn xa ức vạn dặm. Với tốc độ của Lăng Hàn, chuẩn đế không xuất hiện, ai dám tranh phong. Sau khi hắn bỏ qua truy binh, hắn xé mở không gian trở về tứ nguyên tinh. Chỉ có thể ngang hàng với ba đầu khô lâu thánh binh sao. Lăng Hàn nhíu mày, thực lực này còn kém rất nhiều khô lâu thánh binh của âm phủ có số lượng hơn trăm con nếu liên thủ cùng xuất hiện có khả năng chuẩn đế cũng phải nhượng bộ lui binh ta cần đột phá nhưng đến thánh cấp đột phá thế nào lăng hàn đổi một phương hướng hắn tạo thành đả kích nặng nề với đối với âm phủ thẳng đến khô lâu thánh binh liên thủ xuất hiện thì hắn rút lui ba phen mấy bận như vậy cũng quấy nhiều bước chân xâm lấn của âm phủ không thể không nói lăng hàn quá mạnh gần như có thể dùng sức một mình ảnh hưởng cuộc chiến nhưng mà âm phủ cũng không ngốc. Một ngày sau, Lăng Hàn đang chỉnh đốn trên tứ nguyên tinh, bỗng nhiên cảm ứng có khí tức cường đại xuất hiện. Hắn lập tức bay vào tinh không, hắn thình lình phát hiện chính có 12 đầu khô lâu thánh binh đang tới gần. Cái này, làm cho người ta tuyệt vọng là, cho dù Lăng Hàn vô cùng cường đại, nhưng cực hạn chỉ là một đấu ba, hiện tại có tới 12 đầu khô lâu thánh binh, hắn làm sao ngăn cản. Âm phủ không biết là ai đang bày ra, trực tiếp đánh trúng mệnh môn của Lăng Hàn. Thích cương hiện thân, hắn lạnh lùng nhìn lăng hàn mang theo hận ý mãnh liệt lăng hàn người không nghĩ tới mình cũng có hôm nay bên người lăng hàn hầu ca đại hắc cẩu nữ hoàng các thánh nhân đều xuất hiện và cau mày nhiều khô lâu thánh binh như vậy làm sao ngăn cản đế binh lăng hàn có đối phương cũng có hai bên triệt tiêu lẫn nhau như thế không ai có thể ngăn cản khô lâu thánh binh tiểu nhân đắc chí lăng hàn lắc đầu bại tướng dưới tay có tư cách gì nói dũng thích cương biến sắc hắn là người có lòng dạ hẹp hòi bị lang hàn đâm trúng chỗ đau hắn cực kỳ khó chịu hừ ngày hôm nay ngươi đã thành con thú bị nhốt ta xem ngươi ngung cuồng như thế nào hắn hừ một tiếng vung tay lên khô lâu thánh binh lập tức lao tới chém giết tứ nguyên tinh làm sao bây giờ lang hàn giao thanh trúc kiếm cho hầu ca chính mình lại sử dụng hỗn độn cực lôi tháp nghênh đón khô lâu thánh binh hầu ca thức tỉnh đế binh đây là bình chướng bảo hộ tứ nguyên tinh cũng ngăn cản khô lâu thánh binh nhưng mà có thể kiên trì bao lâu còn khó nói. Đương nhiên, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, Nữ Hoàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng Thánh Nhân ở đây, chỉ dùng hai tay cũng đếm rõ ràng. Phụ thân, chúng ta tới giúp ngươi. Bảy Tiểu Hoa Nhi lao đến, từ khi Lăng Hàn bước vào Thánh Cấp, thực lực của các nàng cũng theo nước lên thì thuyền lên, bước vào Thánh Vị. Nhưng mà, các nàng có tính hạn chế, không có cách gì thức tỉnh Thánh Binh. Theo Hầu Ca nói, các nàng thật ra là Thánh Khí Hóa Thân, đã như vậy, tự nhiên không có khả năng thúc giục đế binh. Thế nhưng mà, thánh khí đối mặt khô lâu thánh binh thì có ích lợi gì? Chỉ có đế binh mới có thể trấn áp mọi thứ. Thân thể bảy tiểu hoa nhi biến hóa, vào mấy trăm năm trước, lúc đó bảy tiểu hoa nhi đã va chạm với nhau. Sau đó ánh sáng lóe sáng, bảy tiểu hoa nhi dung hợp biến thành một hồ lô bảy màu to lớn. Cái này, lang hàn vô lực nuốt nước bọt, đây là hồ lô. Nhưng mà, hắn phát hiện, hồ lô bảy màu tỏa ra khí thức cực kỳ đáng sợ. Mặc dù vẫn là thánh cấp nhưng lại vượt qua thánh khí bình thường. A, à, đây cũng là tổ hợp thánh khí sao? Hơn nữa, bảy tiểu hoa nhi có thể tách ra, mỗi người đều có linh trí, hoàn toàn không khác gì người thường. Lúc này khiến Lăng Hàn hoài nghi, thánh nhân có thể rèn đúc ra pháp khí như vậy. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, cho nên, đây tuyệt đối không phải thứ cổ dương thánh nhân có thể luyện chế, không phải Lăng Hàn xem thường thánh nhân này, mà là thánh nhân không thể làm được, cho dù là đại đế cũng không được ngươi nhìn khô lâu thánh binh một chút mạnh thì có mạnh nhưng có linh trí gì hay sao đột nhiên hắn nghĩ thông suốt biên giới vũ trụ chẳng lẽ hạt giống hồ lô đến từ nơi đó nếu không tại sao có thánh khí thần kỳ như vậy mặc kệ nó lang hàn phát hiện thần ý của mình tương liên với hồ lô bảy màu nhất niệm động là có thể thao túng thánh khí hơn nữa căn bản không cần tiêu hao lực lượng của hắn nguyên nhân có bảy tiểu hoa nhi chủ trì hắn chỉ cần chỉ huy mà thôi oanh hồ lô bảy màu hóa thành tia sáng đánh về phía khô lâu thánh binh dưới một kích như thế khô lâu thánh binh lại bị đánh lui sức tấn công thật mạnh lang hàn gật đầu cũng có thể tưởng tượng khi đó cổ dương thánh nhân khẳng định không thể phát huy ra thực lực chân chính của các tiểu hoa nhi nếu không khi đó cho dù có mấy trăm âm thánh các tiểu hoa nhi cũng có thể tiêu diệt ân có lẽ khi đó tiểu hoa nhi chỉ là hạt giống bị cổ dương thánh nhân ngoài ý muốn chiếm được cho dù thế nào đủ mạnh là được Lăng Hàn cũng ngăn cản ba đầu khô lâu thánh binh. Hiện tại, hắn đỡ được ba con, đám em bé gánh vác một, vẫn còn tám con do đế binh ngăn cản. Xem ra đến bây giờ, tứ nguyên tinh còn chịu đựng được, nhưng mà Thích Cương khẳng định cũng nắm giữ đế binh còn chưa phát huy. Hơn nữa, tứ nguyên tinh có thanh trúc kiếm bảo trì trạng thái thức tỉnh trong bao lâu. Lăng Hàn đang lo lắng, chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn tứ nguyên tinh bị đánh nát sao? Hắn bộc phát tính tình hung ác, liều mạng, Hàn Quyền mang theo năng lượng hủy diệt, hắn cũng sử dụng cả thánh hỏa. Liều mạng, thánh hỏa chính là căn bản của thánh nhân, một khi đốt sạch, vậy thì sẽ rơi xuống thánh cảnh, mà Lăng Hàn chỉ là thánh nhân nhất tinh, thánh hỏa chỉ lớn như đầu người, mặc dù lớn hơn thánh nhân nhất tinh bình thường nhưng có thể tiêu hao trong bao lâu. Giết, Lăng Hàn dứt khoát lao ra ngoài, chương 5144, buông tay đánh cược một lần. Lăng Hàn lao tới trước một con khô lâu thánh binh, hắn xuất ra một quyền. Lần này hắn thật sự liều mạng, ngay cả thánh hỏa cũng dùng ra. Oanh, một quyền đánh vào người, nhưng khô lâu thánh binh cũng không phải ngốc, nó vùng quyền ngăn cản. Hai nắm đấm lớn nhỏ va chạm với nhau, lập tức bắn ra ánh sáng chói mắt, sau đó có tiếng nổ lớn vang lên. Bang, lăng hàn bị đánh bay ra ngoài. Nói đến lực lượng thì hắn kém hơn khô lâu thánh binh. Ở nơi xa vạn dặm, lăng hàn ngừng lại. Sau khi ánh sáng tan hết, chỉ thấy tay phải của khô lâu thánh binh ảm đạm, đã không còn thánh uy tỏa ra. Cái này, tay phải của khô lâu thánh binh xem như bị hủy. Phải biết khô lâu thánh binh tương đương với 100 kiện thánh khí tổ hợp thành, hiện tại, một tay phải ảm đạm, chứng tỏ có vài món thánh khí bị đánh diệt, không cách nào lại phát huy. Lăng Hàn đánh ra một quyền khủng bố như thế, Lăng Hàn cũng không nghĩ tới, hắn nâng nắm đấm lên, năng lượng hủy diệt cùng thánh hỏa dung hợp có thể bộc phát lực phá hoại kinh người như thế. Hắn đã từng suy đoán, năng lượng hủy diệt là huyền thái vũ đạt được trong biên giới vũ trụ, mà hạt giống thánh hỏa cũng đến từ nơi đó, thậm chí, Hắn và bá chủ nguyên thế giới như đinh thụ cũng có khả năng tới từ nguyên thủy vực sâu, cho nên mới có thể yêu nghiệt như thế. Như vậy, ba thứ tới từ biên giới vũ trụ cùng tổ hợp với nhau sẽ sinh ra cộng minh, bộc phát ra lực phá hoại vượt xa cảnh giới. Một màn này, Lăng Hàn nghĩ không ra, ngay cả người âm phủ cũng không nghĩ ra. Từng âm thánh đều chố mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy cái gì, mà Thích Cương cũng kinh ngạc, trong tay cầm đế binh không có đánh ra, dường như muốn giáng một kích chí mạng lên Lăng Hàn. Làm sao có thể, khô lâu thánh binh là thứ đại đế tiến vào biên giới vũ trụ đạt được dẫn dắt, nắm giữ chiến lược nghiền ép thánh nhân, thậm chí gặp được chuẩn đế cũng không sợ, trên trăm kiện thánh khí cùng chia sẻ lực phá hoại, hoàn toàn có thể không hỏng. Nhưng mà, bị lăng hàn đánh một quyền đã phá hư vài món thánh khí. Mặc dù không ảnh hưởng lớn tới khô lâu thánh binh, nếu chúng thêm vài quyền, cho dù mạnh như khô lâu thánh binh cũng sẽ bị hủy hoại. Lăng Hàn cười ha ha, đây chính là phát hiện mới hắn phát động phượng dực thiên tường tấn công con khô lâu thánh binh kia. Tổn thương năm ngón tay, không bằng chặt một ngón tay. Nhưng hai con khô lâu thánh binh lập tức ngăn cản tạo áp lực cho Lăng Hàn, cho nên hắn không thể kiến công. Lăng Hàn đã liều mạng, hắn thét dài và nghênh đón, thánh hỏa cùng năng lượng hủy diệt dung hợp hóa thành lực tàn phá kinh khủng, cho dù là khô lâu thánh binh thì như thế nào, chỉ cần bị đánh chúng, tất nhiên sẽ bị phá hư. Đừng nhìn khô lâu thánh binh lực công kích cường đại, nhưng mà lại không giống tiểu hoa nhi có linh trí, gặp được đối thủ chỉ biết tử chiến đặt ở bình thường với chiến lược cường đại của chúng tự nhiên không đâu địch nổi đây là ưu điểm nhưng bây giờ khác biệt lực phá hoại của lăng hàn thật đáng sợ những khô lâu thánh binh lại tử chiến không lùi chiêu chiêu liều mạng chúng cũng nhận phá hư kinh khủng thích cương vội vàng phát ra mệnh lệnh ba đầu khô lâu thánh binh rút lui bằng không chúng sẽ bị hủy tại đây phải biết khô lâu thánh binh chính là lợi khí quét ngang thiên hạ bằng không thì bằng vào âm thánh nói dỡn số lượng âm thánh nhiều nhưng còn lâu mới có thể sánh được thánh nhân chân chính. Hắn tràn ngập ghen tị nhìn Lăng Hàn, vừa nghĩ tới Lăng Hàn là tiến vào tịnh địa, nhận được tạo hóa trong chúng sinh chỉ mới thành tựu thánh nhân, hắn giận mà không có chỗ phát tiết. Người dính ánh sáng của Phật tộc nên mới có vinh quang như vậy. Tất cả vốn thuộc về hắn, hắn là đệ nhất Phật tử, Lăng Hàn cũng thu tay lại, thánh hỏa dùng một ít sẽ ít đi một ít, hắn cũng không muốn tiêu xài, chỉ cần hắn tiến vào nhị tinh, chiến lực sẽ tăng lên, cũng không thảm như hiện tại. Thích cương thức tỉnh đế binh tấn công lăng hàn, nhưng hầu ca cũng nâng thanh trúc kiếm tấn công. Oanh, đế binh đụng nhau, có cái nào yếu hơn cái khác? Lăng hàn nhắm thẳng vào tám con khô lâu thánh binh, mặc dù lấy một địch tám hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng hắn cũng tạo thành phá hư to lớn lên khô lâu thánh binh. Chiến gần nửa ngày, thích cương không thể không thu binh. Chỉ có một đế binh, không đủ để phá hủy tứ nguyên tinh. Lăng hàn, chờ thời điểm ta quay lại, chính là thời đi mề cửu dương thánh địa bị hủy diệt. Hắn quát lớn, lần này mang trọng binh đánh tới, vốn cho rằng có thể nghiền ép tuyệt đối, nhưng lại không thể không thất bại tan tác mà quay trở về, hắn mất hết thể diện, chỉ có thể phóng ngoan thoại mà thôi. Lăng Hàn lạnh lùng, phóng ngựa tới, xem ta chém đầu chó của ngươi thế nào. Gâu, đại hắc cầu khó chịu sủa một tiếng, ngươi đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Được rồi, chém đầu heo của ngươi. Lăng Hàn đổi giọng, ồm 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 om, lúc này sắc chưa bất mãn, chưa đại gia trêu chọc ngươi sao? Lăng Hàn còn chưa mở lời, Tiểu Thanh Long đã trừng mắt. Lăng Hàn im lặng, Thích Cương bị tức đến gần chết, những người này không đặt hắn vào mắt. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, dẫn binh rút lui. Hắn thề, lần tiếp theo tới đây phải phá hủy Tứ Nguyên Tinh. Lăng Hàn trả thù, ha ha, cần để ý sao? Dù không hủy Tứ Nguyên Tinh, Lăng Hàn cũng có thể tập kích âm phủ khắp bốn phía. Cho nên, bọn họ trả thù được sao? Thích Cương rời đi. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Đối phương có đế binh, còn có 12 đầu khô lâu thánh binh, lực lượng như vậy quá cường đại, căn bản không có khả năng diệt đi. Mấu chốt là, thánh hỏa của Lăng Hàn không nhiều, không nhịn được tiêu hao như thế. Lần tiếp theo, nếu chúng mang hai kiện đế binh tới, lại xuất động 20 đầu, 30 đầu khô lâu thánh binh thì sao? Lăng Hàn cao mày, hắn có thể tạo thành phá hư lên khô lâu thánh binh, nhưng cũng không đại biểu hắn vô địch. Tương phản, mười mấy đầu khô lâu thánh binh cùng đánh, chỉ cần phá hư một hai con nhưng cũng đủ đánh giết hắn thành cặn bã hơn nữa hai kiện đế binh đủ kiềm chế thanh trúc kiếm nếu như lăng hàn là người cô đơn hắn không cần phải sợ đánh không lại thì bỏ chạy nhưng bây giờ hắn chạy tứ nguyên tinh làm sao bây giờ phải nghĩ biện pháp liên hợp với đế tộc thiên hạ đế tộc nói ít cũng có mấy chục nhà nếu bệnh lực lượng này thành liên minh hoàn toàn có thể đối kháng khô lâu thánh binh tốt ta phải đi một chuyến thuyết phục bọn họ gia nhập Lần này, hắn dự định dùng cả cứng mềm, người đáp ứng là tốt nhất, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hắn mang theo đế binh, bắt đầu tiến lên. Thời gian không nhiều, hắn nhất định phải nắm chặt. Chạm thứ nhất đương nhiên là đông lâm đế tộc. Nghe hắn nói xong ý đổ đến, Trì Gia lập tức đánh nhịp, gia nhập liên minh do Lăng Hàn khởi xướng. Thứ nhất Lăng Hàn là con rể Trì Gia, cho dù thế nào cũng là người mình. Thứ hai, Lăng Hàn đã thành thánh, đó là bắp đùi rất to. Lăng Hàn ngựa không dừng vó, chạm thứ hai hắn lựa chọn tử vi đế tộc. Trường 5145, Trấn Bách Lý. Lăng Hàn đi chạm thứ hai, lựa chọn tử vi đế tộc. Hắn có rất nhiều ân oán với đế tộc, mà nói tới ân oán lớn nhất khẳng định là Bách Lý Gia. Nếu hắn đã thành thánh, tự nhiên cũng nên thực hiện lời hứa ban đầu. Lăng Hàn thả ra thần thức tìm kiếm vị trí tinh cầu tử vi đế tộc, chỉ chốc lát, hắn tươi cười. Tìm được, thánh nhân rất châu bò, thân nạp quy tắc, đồng hóa cùng thiên địa, giống như trở thành một phần của thiên địa, muốn tìm một tinh cầu thì quá dễ dàng. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn tìm tinh cầu, cũng không thể tìm người. Lang Hàn xé mở hư không, hắn sử dụng phượng dực thiên tường bay đi, chỉ mất thời gian 2 ngày, hắn xuất hiện trong hư không, chỉ thấy phía trước có 27 tinh cầu đang trôi nổi lơ lửng. Những tinh cầu này như được lực lượng nào đó thúc đẩy, căn bản không phải bay vòng quanh mặt trời, mà là bay thẳng về phía trước. Chuyện này không kỳ quái, mỗi viên tinh cầu đều có bố trí trận pháp thánh cấp, tạo thành lực đẩy liên tục, tinh cầu cũng tiến về biên giới vũ trụ. Sách, tử vi đế tộc đúng là tài đại khí thô, lại có thể một hơi bố trí 27 tỏa trận pháp thánh cấp. Phải biết, bố trí trận pháp cần dùng trận cơ, trận cơ càng cao cấp, tài liệu tạo thành càng hiếm có, trận pháp thánh cấp càng như thế. Sau khi bị lăng hàn, hầu ca cướp sạch một lần, tử vi đế tộc vẫn có thể bố trí 27 tỏa trận pháp thánh cấp. Cho nên nói, thỏ khôn có ba hang, xem ra khi đó hầu ca chỉ cướp một tòa bảo khố của Bách Lý ra mà thôi. Trong 27 viên tinh cầu này có một tinh cầu rất khổng lồ, 26 viên tinh cầu khác chỉ có khả năng hơi lớn mà thôi. Đây chính là tử vi tinh, lang Hàn đã tới một lần, tự nhiên xe nhẹ đường quen, hắn lập tức tiến vào trong tử vi tinh. Nơi này cũng không phải tổ địa hạch tâm của tử vi đế tộc, bởi vậy, đề phòng cũng không phải xâm nghiêm, lang Hàn tùy ý đi lại, cũng không có ai hỏi thăm thân phận của hắn. Nhưng nơi này rất náo nhiệt, dường như không bị âm hồn xâm lấn ảnh hưởng lăng hàn hơi nghe ngóng một chút hắn cảm thấy cổ quái nguyên nhân hôm nay là thời gian đại hôn của bách lý thiên gia hỏa này lại sắp thành hồn trước đó hắn muốn cưới chỉ mộng hàm kết quả bị lăng hàn xông vào hôn lễ đánh bại tân lang cướp đi tân nương từ đó bách lý thiên đã mất hết mặt mũi hiện tại hay gia hỏa này xua tan bóng ma tâm lý lại thành hôn rồi ân lăng hàn nâng cầm lên hắn tới thật đúng dịp ở thời gian này, chắc chắn là thiên ý. Được rồi, thiên ý bảo hắn làm loạn một hồi, hắn sẽ hành sự nghịch thiên hay sao? Nếu để đại hắc cầu biết rõ, nhất định sẽ xem thường, người làm việc lúc nào không hành sự nghịch thiên. Nhưng mà, đối với việc phá hư hôn sự của Bách Lý Thiên, Lăng Hàn cảm thấy rất phấn khởi. Lại nói, hắn muốn xem là cô nương nào rơi vào ma trảo của đối phương. Cái này gọi cứu người một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Phật tổ nói, thế là, Lăng Hàn cứ đi từ từ, đi tới nơi tổ chức hôn lễ. Từ khi phát sinh sự kiện Lăng Hàn, hầu ca ăn trộm, phàm là dính tới yến hội mời người, ví dụ đại lão nào đó thọ 10 vạn năm, 50 vạn năm, hoặc vị thiên kiêu nào đó tổ chức hôn lễ, tất cả đều tiến hành ngoài tổ địa. Đều ở bên ngoài trận pháp đại đế, tổ địa bị thủ hộ xâm nghiêm, cho dù là con ruồi cũng đừng mơ tưởng lẻn vào. Bởi vậy, hôn lễ của Bách Lý Thiên được an bài tại thành Tuyên Vân, đây là đệ nhất đại thành bên ngoài tổ địa, nơi đây khách khứa như mây, mỗi người đều tươi cười, hoàn toàn không nhìn thấy lưu dân. Cũng đúng, 27 viên tinh cầu di chuyển tập thể, hoàn toàn có thể tự thành hệ thống, cho dù tinh không luân hãm, bọn họ vẫn có thể sống tốt. Cho nên nói, có ít người rất thiển cận, chỉ nhìn cái trước mắt mà thôi. Lăng Hàn hỏi thăm tình huống tân nương tử một chút, hắn kinh ngạc phát hiện, Bách Lý Thiên lại hiếm có, tân nương của hắn là quý nữ của đế tộc nhưng cũng không phải là đế nữ. Dù sao, võ đạo giới dương thịnh âm suy, trong cường giả đỉnh cấp, số lượng nữ nhân rất ít. Đương nhiên, từng xuất hiện tồn tại như thanh trúc nữ đế, có một không hai thời đại, ép tới nam nhi trong thiên hạ cúi đầu. Bách Lý gia thông gia với khổng tước đế tộc, tân nương tên là khổng linh nhi, nghe nói lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng thông gia thế này đẹp xấu chỉ là thứ yếu, mấu chốt là ý nghĩa đại biểu. Hôm nay đặc biệt náo nhiệt, khách khứa như mây, nhưng người có thể tiến vào thành tuyên vân đều là đại nhân vật, hai đế tộc, không nói thánh nhân, cường giả hóa linh cảnh trở lên dùng vạn mà tính. Đây là thời kỳ phi thường, nếu không phải thế hệ hoàng kim đại hôn, có tông môn nào cho thể diện như vậy. Hiện tại, phần lớn thế lực đã luân hám, không chết cũng đào vong, có người nào rãnh rỗi đi tham gia hôn lễ. Lăng Hàn cười một tiếng, hiện tại đã có hai nhà đế tộc, vậy thì thật tốt, đỡ phải đi thêm một chuyến. Hắn ngồi xuống và bắt đầu ăn, căn bản không có người quản hắn có tư cách ngồi đây hay không. Trên thực tế, cường giả quá nhiều, mặc dù mỗi người đều thu liếm khí tức, nhưng cộng lại sẽ tạo thành khí chàng rất mạnh, người không đủ tu vi chạy đến nơi đây chỉ tự rước lấy nhục. Lăng Hàn yên tĩnh chờ đợi, hiện tại hắn không vội. Giữa trưa bắt đầu vào bàn, lên món chính, nhưng không thấy tân lang tân nương lộ diện, bọn họ khẳng định sẽ ra khi tổ chức tiệc tối. Tử vi đế tộc không có mang theo mặt trời đi theo, bởi vì làm thế có độ khó rất cao, dù sao mặt trời là một hỏa cầu, khó mà bố trí trận pháp, không phải không được, mà là cái giá quá lớn. Nhưng thánh nhân của tử vi đế tộc dùng lực lượng tạo ra mặt trời nhân tạo, chỉ dùng để chiếu sáng từ vi tinh khi đó sẽ dư xài rất nhanh tia sáng trở nên ảm đạm ánh trăng xuất hiện đây cũng là thủ bút của thánh nhân đêm nay khách nhân xuất hiện rất nhiều đây mới là chính yến cả đám đang đi lại vừa vặn có thể kết giao mở rộng nhân mạch vị huynh đài này thật lạ mặt sưng hô như thế nào lang hàn đang cắm đầu ăn chỉ thấy có người bưng chén rượu đến và chủ động hỏi thăm lang hàn trầm ngâm một lần cao bất phàn tên gì người kia nghĩ nghĩ lập tức hiểu được, đó là cao không thể chạm tới. T, có người không biết xấu hổ như vậy sao? Hừ, người kia lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn tiếp tục ăn uống, hắn chờ sau đó đại náo hôn lễ, cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Một lát sau, hắn kinh ngạc phát hiện, người vừa rồi lại tới và dẫn theo một người, thân mang trang phục màu xanh. Nghe nói, người rất kiêu ngạo, nam tử mặc trang phục xanh nói, "Lăng Hàn kinh ngạc, ta ngạo hay không ngạo, có quan hệ gì tới ngươi?" ta là Bách Lý Bát Hoang, nam tử trang phục màu xanh cao ngạo nói. a à, thì ra là người Bách Lý gia Lăng Hàn nhìn hắn một cái, người là giáo chủ, tuổi chừng vài ngàn, cũng có thể nói thiên phú kinh người. Hắn cười cười, ta còn có một ngoại hiệu, gọi là Trấn Bách Lý. chương năm 1146, lại tới. T, người đáp lời trước đó hít khí lạnh, quá khoa trương. Trên tử vi tinh, người lại dám tự xưng Trấn Bách Lý, không sợ bị đánh chết không còn cặn bã hay sao? thật to gan, Bách Lý bát hoang giận tím mặt, hắn mới không tin Lăng Hàn thật sự có ngoại hiệu Trần Bách Lý, mà là đối phương bịa chuyện mà ra. Hắn tức giận và muốn xuất thủ, Lăng Hàn khoát tay áo, nói, nghĩ lại xem, hôm nay chính là ngày đại hôn của Bách Lý Thiên, người không sợ trêu chọc đế tử không vui, bắt người tế cờ sao. Vừa nói ra lời này, khí thế của Bách Lý bát hoang lập tức suy yếu. Hôn lễ phát sinh đánh nhau, tự nhiên là điểm không may mắn, huống chi còn là giết người thấy máu. Hơn nữa, Bách Lý Thiên đã từng tổ chức hôn lễ thất bại, cho nên hắn rất mẫn cảm với việc này, nếu gây ra chút động tính, có lẽ gia hỏa này sẽ nổi điên. Mặc dù người Bách Lý gia hiện tại cực kỳ có hy vọng thành đế biến thành Bách Lý Hào Kiệt, nhưng Bách Lý Thiên chính là thế hệ Hoàng Kim, dù không thể thành đế cũng có hy vọng rất lớn thành tựu thánh nhân cửu tinh, cho nên cực kỳ châu bò. Cho nên, Bách Lý Bát Hoang cần phải ước lượng một lần. Quả nhiên người rất ngông cuồng, Bách Lý Bát Hoang nói, hắn đã áp chế xúc động, nhưng mà, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy khi hôn lễ vừa kết thúc gia hỏa này sẽ biết rõ kết quả khi làm càn trong bách lý gia hư thật sự là vô tri không sợ hắn cũng không rời đi hắn ngồi xuống bên cạnh tuyệt đối không cho lang hàn có cơ hội lặng yên chạy đi lang hàn cũng không thèm để ý tiếp tục ăn ăn uống uống thời gian chậm rãi qua đi rốt cục tân lang tân nương ra tới chuẩn bị hành đại lễ hoàn thành nghi thức thời điểm sắp bái thiên địa bỗng nhiên lang hàn đứng lên ai không có đại hắc cẩu phối hợp chỉ có thể tự mình đi ra t người muốn làm gì bách lý bát hoang giật mình nếu lăng hàn phá hư hôn lễ ngay trước mặt hắn về sau hắn sẽ bị bách lý thiên oán trách nhanh ngồi xuống hắn vội vàng quát to lăng hàn làm sao để ý đến hắn lo lắng nói ta phản đối ta phản đối ba chữ mặc dù trầm bổng nhưng lại như tiếng chuông đinh tai nhức óc a à, ai làm càn lại không có người hỏi ngươi có đồng ý hay không người đột nhiên nhảy ra xem náo nhiệt làm gì muốn chết sao mà bách lý thiên sắc mặt hắn tối tăm hắn có cảm giác rất quen thuộc mẹ nó tại sao việc này quen thuộc như thế lớn mật bách lý bát hoang cũng không nhẫn nại được nữa hắn lập tức xuất thủ trấn áp lang hàn lang hàn mỉm cười ngồi xuống ngoan ngoãn xem kịch ba bách lý bát hoang lập tức ngồi xuống hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng sau đó trên lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh tay chân lạnh buốt thật là đáng sợ hắn như đối mặt với một vị đại đế làm càn một cường giả của khổng tước đế tộc quát lớn cuồng đồ phương nào dám tới nơi đây làm càn chẳng những là hôn lễ của bách lý gia cũng là của khổng gia bọn họ nhưng mà bách lý gia lập tức có người mở miệng điềm nhiên nói lăng hàn người thật to gan còn dám tới đây cái gì lăng hàn cường giả khổng tước đế tộc lập tức ngậm miệng lại hắn không dám nói câu nào mặc dù hắn cũng là tôn giả nhưng có thể so sánh với lăng hàn hay sao người nào không biết lăng hàn có thể ngang hàng thánh nhân thậm chí có thể quét ngang dưới ngô tinh ở trước mặt lăng hàn hắn là cái thá gì lăng hàn cười ha ha nói thầm nói như ta chưa từng tới vậy mặc dù hắn đang nói thầm những có không ít người nghe sắc mặt của người bách lý gia thay đổi đúng thế lăng hàn đã tới qua một lần hơn nữa còn cướp sạch tổ địa một phen hiện tại việc này còn là sỉ nhục to lớn của bách lý gia đây là việc mấy trăm triệu năm qua chưa từng có bách lý gia làm thế nào lăng hàn còn không phải sống thật tốt hiện tại hắn lại tới lăng hàn người đang tự tìm đường chết trong bách lý gia có vị thánh nhân đứng dậy hắn là thánh nhân bằng không hắn cũng không dám đứng ra người nào không biết lăng hàn có thể ngang hàng thánh nhân ngũ tinh nhưng mà hiện tại tinh võng đã đứt mất tin tức bế tắc bách lý gia tuyệt đối không thể nào ngờ tới lăng hàn đã thành thánh nếu như hắn biết rõ có lẽ hiện tại sẽ không nhảy ra ngoài lăng hàn thành thánh thân nạp quy tắc đồng hóa cùng thiên địa nếu hắn không hiển lộ khí tức không ai có thể nhìn ra sâu cạn của hắn hắn mỉm cười các ngươi không cảm thấy hôn lễ này quá đơn điệu sao khốn kiếp người muốn cho hôn lễ thêm náo nhiệt sao căn bản chính là làm loạn người thật quá mức tên thánh nhân lục tinh duỗi tay bắt lấy lăng hàn đây là tử vi tinh khi đó bị đại đế gia cố qua nếu không hắn tuyệt đối không dám xuất thủ trên tinh cầu lăng hàn cũng xuất ra một chỉ ngăn cản thánh nhân lục tinh sau đó hắn nói với Tân Nương. Ta nói vị cô nương này, người đã nghĩ sẽ gả cho tên kia hay không? Bành, hai đạo công kích va chạm, lập tức nhấc lên năng lượng phong bạo kinh khủng, lập tức có bóng người bay tán loạn, đại địa rung động, cả tòa thành thị sắp lật đổ. Tử vi tinh bị đại đế gia cố, không sợ bị thánh nhân đánh nổ, nhưng cũng không đại biểu kiến trúc cũng như thế. Nói tóm lại, hiện trường lâm vào hỗn loạn, bách lý thiên giận không nhịn nổi, hắn rất muốn tự mình xuất thủ, nhưng thứ nhất hắn là tân lang, không thích hợp. Thứ hai, ở trì gia hắn đã xuất thủ qua một lần, mặc dù là bán thánh, hắn vẫn bị Lăng Hàn treo lên đánh. Dưới bóng ma tâm lý mãnh liệt, hắn ở trước mặt Lăng Hàn không tự giác sẽ khiếp đảm. Không hổ là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ, Bách Lý Hào Kiệt hiện thân, hắn khinh thường Lăng Hàn, mang theo xem thường và khinh thường. Nhưng hắn là con của đại đế, hiện tại còn là thánh nhân lục tinh. Cùng là thánh nhân lục tinh, chiến lực của hắn không phải tên thánh nhân kia có thể so sánh chiến lược của hắn cao tới thập bát tinh đó là chưa tính tín ngưỡng lực gia trì nhưng mà người cho rằng nơi này địa phương nào hắn uy nghiêm đáng sợ nói sát khí bộc phát khục lang hàn khoát tay áo ra hiệu bách lý hào kiệt an tâm chớ vội ta hôm nay tới đây chủ yếu là đến thông chi mời bách lý gia tộc các người gia nhập liên minh của ta cùng chống lai âm phủ xâm lấn về phần hôn lễ nha ha ha không có cách con người của ta tính tình chính trực không đành lòng thấy có người lọt vào trong hố lửa cho nên ta đứng ra nói lời công đạo. Mẹ nó, đây là thái độ mời người sao, đã nện hôn lễ của người ta, ai liên minh cùng ngươi. a à, đúng rồi, nếu khổng gia cũng ở nơi đây, ta cũng thông chi luôn, đến, gia nhập ta đại liên minh đi. Lăng Hàn lại bổ sung một câu, Lăng Hàn, ngươi đang nằm mơ sao, Bách Lý Hào Kiệt lạnh lùng nói, hắn đã mất kiên trì. Ngươi đang đùa giỡn Bách Lý ra hay sao, Lăng Hàn thở dài, ngươi xem, ta rất nghiêm túc và thành ý mời các ngươi đàm phán. Chết, Bách Lý Hào Kiệt không nhẫn nại, hắn lập tức tấn công Lăng Hàn. Chương 5147, uy hiếp, Lăng Hàn phát động Phượng Dực Thiên Tường, thân hình di chuyển nhanh khó có thể hình dung. Cái gì? Bách Lý Hào Kiệt quá sợ hãi, tại sao Lăng Hàn lại xuất hiện trước mặt hắn? Nhưng mà, sau khi giật mình thì hắn bình tĩnh lại, đối phương nắm giữ chân hoàng thân pháp, tốc độ rất nhanh, nhưng mà, hắn là thánh nhân lục tinh, càng là con của đại đế, chiến lực cường đại cỡ nào? Ngươi đang tự chui đầu vào lưới sao? Muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Hắn xuất trường tấn công lăng hàn, kéo dài khoảng cách, cho dù không địch lại vẫn có thể chạy trốn, nhưng mà cận chiến, khả năng phân ra thắng bại chỉ dựa vào mấy chiêu mà thôi. Thánh nhân khó giết, thế nhưng không chịu nổi người nào đó tự tìm đường chết. Oanh, một trường mang theo 18 đạo quy tắc bát tinh, thần uy đáng sợ bao phủ thiên địa. Bách Lý Hào Kiệt căn bản khinh thường vận dụng tín ngưỡng lực, với chiến lực thập bát tinh của hắn, chẳng lẽ còn không trấn áp được tứ cực cảnh nho nhỏ. Lam Hàn cười một tiếng, hắn vung bàn tay, bành, không bao lâu sau đã nhìn thấy Bách Lý Hào Kiệt bay ra ngoài, trong nháy mắt đã biến thành chấm đen nhỏ biến mất trong tinh không. Cái này, trong nháy mắt, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nói thành lời. Mẹ nó, ánh mắt của bọn họ xảy ra vấn đề. Bách Lý Hào Kiệt, thánh nhân lục tinh, thế mà bị một bàn tay đánh bay, nói đùa, diễn trò hay sao, nhưng mà, bọn họ nhìn thấy Lăng Hàn đứng ngạo nghễ tại chỗ, về phần bách lý hào kiệt, ách, không thấy bóng dáng. Làm sao có thể, tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại, việc này quá kinh khủng, lăng hàn thực lực cường đại đến mức nào. Người thành thánh, bách lý thiên run giọng nói, bây giờ, vương giả trẻ tuổi đều thành thánh, chỉ có lăng hàn là ngoại lệ. Nhưng chính vì ngoại lệ duy nhất lại là thiên kiêu mạnh nhất lịch sử. Hiện tại, gia hỏa này thành thánh, quá kinh khủng, thánh nhân lục tinh bách lý hào kiệt bị một bàn tay đánh bay, đây chiến lực thập bát tinh đấy. Lăng Hàn mỉm cười, đề nghị của ta vừa rồi, các người nghĩ thế nào? Người khinh người quá đáng, thánh nhân cửu tinh của Bách Lý ra đứng dậy, hắn tên là Bách Lý Siêu, đã sống 90 vạn năm, toàn thân tỏa ra khí tức mục nát, ngọn lửa sinh mệnh lắc lư sắp tắt. Nhưng mà, một khi lão thánh nhân phát huy vẫn bộc phát chiến lực làm thiên địa biến sắc, hắn trực tiếp sử dụng đế binh, tử vi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, đã thức tỉnh, đế uy bao phủ khắp nơi. Lăng Hàn ha ha, hắn cũng vận dụng thanh trúc kiếm, đế binh chống đỡ, hắn vẫn vô địch. Cái này, người bách lý ra biệt khuất, chẳng lẽ bọn họ phải lui về tổ địa, cần dựa vào trận pháp đại đế bảo hộ sao? Tiến vào bên trong đế trận, cho dù Lăng Hàn nắm giữ đế binh thì như thế nào? Đế binh phát huy có hạn, nhưng lực lượng của trận pháp đại đế lại là tinh cầu, có thể cung cấp lực lượng vô tận. Cho nên, đế tộc mới có cao ngạo, cho dù cố thủ, ít nhất bọn họ vẫn bình an. Nhưng vấn đề là, bị một thánh nhân ép tiến vào tổ địa kéo dài hơi tàn, lăng hàn người muốn thế nào bách lý siêu kinh sợ tình thế hiện tại là mình yếu thế chiến lược bản thân lăng hàn vô cùng kinh khủng lại có đế binh nơi tay thiên hạ này còn ai trị hắn chỉ có chuẩn đế đáng tiếc bách lý ra không có chuẩn đế a à, ta đã nói rồi gia nhập liên minh của ta lăng hàn cười nói âm hồn xâm lấn không ai có thể lo thân mình nếu chúng ta cực tuyệt thì sao bách lý siêu nói nếu thật bị lăng hàn bức bách mà đáp ứng khi đó quá uất ức lăng hàn vẫn không nói gì xèo chỉ thấy bóng người rơi xuống đất chính là bách lý hào kiệt gương mặt hắn biến thành màu xanh lửa giận hùng hùng con của đại đế bị người ta vung tay đánh bay hắn làm sao chịu nổi lăng hàn hắn nghiến răng nghiến lợi nha trở về nhanh như vậy lăng hàn lên tiếng chào tên đáng chết bách lý hào kiệt đoạt lấy tử vi kiếm đến chiến một trận đến lăng hàn ngoắc ngoắc ngón tay muốn tử vi đế tộc gia nhập liên minh của hắn chỉ dựa vào miệng lưỡi là không được, nhất định phải đánh phục đám gia hỏa này. Bách Lý Hào Kiệt giết tới, Lăng Hàn thả ra đế binh ngăn cản tử vi kiếm. Oanh, đế binh đấu đế binh, thánh nhân đấu thánh nhân, người có thể thành đại đế, không ai yếu hơn người khác, nhưng mà, thánh nhân thì khác. Ba, Lăng Hàn vung tay, lại thấy Bách Lý Hào Kiệt lại hóa thành một điểm đen bay vào tinh không. Cái này, tất cả mọi người im lặng, lần này Bách Lý Hào Kiệt đã dùng tới tín ngưỡng lực, có thể nói, chưa thánh hỏa ra, hắn đã dùng toàn lực ứng phó nhưng vẫn không phải đối thủ của lăng hàn có thể thấy được hai người tranh lệch lớn cỡ nào thiên kiêu đứng đầu vạn cổ một khi thành thánh liền có quét ngang tịch diệt cảnh có ai không phục lăng hàn thu hồi bàn tay hắn nói với bách lý siêu nếu các ngươi cự tuyệt ta sẽ đại khai sát giới tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng các ngươi còn ích kỷ như thế chỉ biết tự quét tuyết trước cửa lưu các ngươi làm gì câu nói này làm sắc mặt người bách lý ra biến sắc lăng hàn quá cường đại nếu thật sự bị hắn nhắm vào, bọn họ cũng chỉ có con đầu rút cổ tiến vào trong trận pháp đại đế. Thế nhưng mà, gia hỏa này quá cường thế, nếu như lấy đế binh oanh tạc, trận pháp đại đế tan vỡ thì sao? Mặc dù trận pháp đại đế liên tục vận chuyển, nhưng uy lực của nó sẽ kém hơn đế binh. Dù sao, sau khi đế binh thức tỉnh, tương đương với đại đế đích thân tới, nhưng đế trận chỉ là thủ đoạn do đại đế tạo ra mà thôi. Bách Lý siêu cắn răng, nói, tốt, liên minh, Lăng Hàn cười một tiếng như vậy mới đúng, đến, chúng ta tới nói chuyện chi tiết. Chẳng những người Bách Lý gia, thánh nhân của Khổng Tước đế tộc cũng ngồi xuống, cùng bàn công việc liên minh. Sau khi tốn chút thời gian, Lăng Hàn còn nhân cơ hội công phu sư tử ngoạc, hắn yêu cầu hai đế tộc cung cấp tài nguyên tu luyện. Hắn đã thành thánh, đại dược giúp hắn tăng lên rất ít, dù là hai đế tộc cũng không có. Nhưng mà, bên cạnh hắn có rất nhiều hảo hữu, ví dụ như Lâm Lạc, Chu Hằng, Duyên Sinh Thiên Tôn, bọn họ chưa thành thánh có thể thu thành thiên tôn trong nguyên thế giới, cho dù không bằng bá chủ nguyên thế giới cũng nắm giữ thiên phú võ đạo kinh người một khi thành thánh, chiến lực tuyệt đối bất phàm, hiện tại đang cần chiến lực như thế. Người thật quá mức, hai đế tộc đều phản đối, đây là muốn vơ vét bọn họ. Lăng Hàn cũng không nói chuyện, hắn duỗi tay ra, 30 đạo quy tắc bát tinh bộc phát, hắn cũng thả thánh hỏa ra, màu trắng, biểu hiện rất rõ ràng, hắn hiện tại vẫn chỉ là thánh nhân nhất tinh. Khốn kiếp, thánh nhân hai đế tộc giật mình, thánh nhân nhất tinh đã có thể vận dụng 30 đạo quy tắc bát tinh, đây là khái niệm gì? Cho dù Bách Lý Hào Kiệt là con của đại đế, thiên tư tuyệt hảo, nhưng đạt tới thánh nhân cửu tinh, cực hạn cũng chỉ có thể vận dụng 30 đạo quy tắc bát tinh mà thôi. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Thánh nhân nhất tinh, bọn họ đều nghĩ đến, nếu Lăng Hàn đạt tới thánh nhân cửu tinh, hắn có thể ngang hàng với chuẩn đế hay không, thậm chí chuẩn đế cũng có thể đánh bại. Mà gia hỏa này đạt tới chuẩn đế, không dám nghĩ, quá dọa người chương năm 1148, mưa gió nổi lên. Sau khi Bách Lý Hào Kiệt biết được thực lực của Lăng Hàn, hắn buồn bực dòng dã ba ngày. Con của đại đế, hắn vốn có thể quét ngang cùng giai vô địch, kết quả lại gặp được siêu cấp yêu nghiệt, áp chế hắn không còn tính tình. Làm sao so, tranh lệch không phải một chút, mà là hoàn toàn nghiền ép. Có thể nói, cho dù triệu hoán đại đế đều xuất hiện, đánh nhau cùng cấp bảo đảm không có ai là đối thủ của Lăng Hàn. Chắc chắn là bảo vật của thanh trúc nữ đế truyền xuống. Phải biết, thành trúc nữ đế tiên đoán được thời đại này có đại nguy cơ, cho nên làm ra bố trí, lưu lại chuẩn bị dẹp yên loạn thế, cho nên, lăng hàn mới có thể yêu nghiệt như thế sao? Hắn đoán đúng một nửa, nhưng mà, cho dù không có hạt giống thánh hỏa, lăng hàn thành tựu thánh nhân cũng vô cùng cường đại, chỉ kém hơn hiện tại một ít. Bách Lý Hào Kiệt ghen ghét, hắn thân là con của đại đế, tại sao cơ duyên như thế không rơi vào tay của hắn? Ông trời thật bất công, có biện pháp gì làm thời gian nghịch chuyển hay không? Dù Lăng Hàn đưa ra các loại yêu cầu quá mức, hai đế tộc cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Không có cách, Lăng Hàn quá cường đại. Hiện tại bọn họ có thể dựa vào đế binh cùng đế trận đối kháng, nhưng mà khi Lăng Hàn thành tựu thánh nhân cửu tinh, thậm chí chuẩn đế thì sao? Khi đó hắn có thể vận dụng đế binh vô hạn, đến lúc đó trừ đại đế chân chính, ai có thể ngang hàng? Ân, cho chuẩn đế cầm đế binh cũng có thể làm được, nhưng cho dù là đa gia Phật, các thiên thu hay tiền dưỡng hạo, có người nào không đứng về phía Lăng Hàn, vừa nghĩ tới đã làm người ta tuyệt vọng. Lăng Hàn hài lòng rời đi, hắn đã nghiền ép sạch hai đế tộc. Thời kỳ phi thường, đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường, hơn nữa, hắn đã kết đại thù với tử vi đế tộc, không có san bằng bọn họ cũng đã nhân từ lắm rồi. Lăng Hàn lại đi mấy đế tộc, trực tiếp lộ ra tu vi thánh nhân nhất tinh, có ai không phục, lại thể hiện ra 30 đạo quy tắc bát tinh, lập tức không có âm thanh phản đối, biểu thị nguyện ý liên minh cùng cửu dương thánh địa, cùng tiến cùng lui. Liên minh đã thành lập, nhưng mà, làm sao thông tin thời gian thật? Dù là thánh nhân đi rất nhanh, nhưng qua lại hai nơi cần mất 4 năm ngày, khô lâu thánh binh quy mô tiếp cận, vô cùng có thể giải quyết chiến đấu từ lâu, khi đó liên minh còn có ý nghĩa gì? Cho nên, nhất định phải thành lập trang bị thông tin thời gian thật, sau đó, còn phải rút ngắn thời gian tới lui thật ngắn. Lam Hàn bắt đầu nghiên cứu trận pháp, hắn đã là thánh nhân nhất tinh đỉnh phong, chỉ khổ tu sẽ không có đột phá, cho nên hắn có thời gian nhàn hạ hắn nghĩ tới biện pháp tăng tu vi trận đạo nhưng việc này vẫn có tính hạn chế cuối cùng hắn nghĩ tới mệnh bài trong đế tộc mỗi tên tộc nhân trọng yếu đều có mệnh bài chỉ cần bỏ mình mệnh bài sẽ vỡ nát lang hàn biện pháp là nuôi chút heo chó chế tác mệnh bài cho chúng một khi phát sinh biến cố thì cứ làm thịt có thể lập tức thông chi đến tất cả đại đế tộc đạo lý giống nhau tất cả đế tộc cũng có thể làm như vậy con chó này đối ứng cửu dương thánh địa con heo này đối ứng đế tộc kia một khi làm thịt mệnh bài vỡ nát, lập tức sẽ thông chi với nhau. Đã giải quyết thông tin vấn đề, nhưng mà, cho nên các thánh nhân khắp nơi sẽ nhanh chóng tới hỗ trợ, việc này còn cần lăng hàn nghĩ biện pháp, trước mắt truyền tống trận không có nhanh bằng thánh nhân tự mình đi đường. Nhưng biện pháp đưa tin này bị đại hắc cầu cùng sắc chưa phản đối. Giết chó mổ heo, đang hủy mặt mũi bọn chúng sao? Không giết chó mổ heo, giết con ruồi con mũi được không? Lăng Hàn đành phải thỏa hiệp, hắn ước định với đế tộc, ví dụ giết con ruồi đại biểu cho nguy hiểm mấy cấp, giết con muỗi khác sẽ cấp mấy, thậm chí, giết con ruồi con muỗi khác nhau còn có thể tổ hợp thành tin tức phức tạp, truyền lại tin tức càng cụ thể hơn. Thế nhưng muốn các thánh nhân nhanh chóng trợ giúp lại là việc khó. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất. Giám thị, xuất động hơn 10 vị thánh nhân nhìn chằm chằm vào khô lâu thánh binh, vừa có dấu hiệu xuất binh đánh nhà ai, vậy thì lập tức truyền lại tin tức, sớm đến nơi. Sau khi bố trí như thế, Lăng Hàn cũng an tâm một chút. Khô lâu thánh binh thật sự quá kinh khủng, chủ yếu là số lượng quá nhiều, kiến nhiều cắn chết voi, mà bọn họ tắc lại là đàn sư tử, chỉ có chuẩn đế mới có thể ngang hàng. Dù Lăng Hàn bất phàm như thế, hắn chỉ có thể đơn đấu một hai con, số lượng càng nhiều, hắn vẫn bị đánh chết. Mặc dù âm phủ không tiếp tục phát động công kích, nhưng bầu không khí vô cùng khẩn trương. Lăng Hàn tin tưởng, âm phủ sẽ không cho hắn thời gian trưởng thành, 12 vị đại đế bố cục nhiều năm như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn thành đế, phá hư mọi thứ. Cho nên, đây là điểm báo mưa gió sắp nổi lên, tiếp theo sẽ là đại chiến tàn khốc. Mấu chốt là, Lăng Hàn có thể chạy, đám người đại hắc cẩu, nữ hoàng cũng có thể chạy, nhưng tứ nguyên tinh thì làm sao bây giờ? Có quá nhiều sinh linh, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn bỗng nhiên phát hiện, hắn sắp đột phá. Hắn lập tức bế quan, hiện tại chỉ có thể dựa vào thực lực, nếu hắn có thể trở thành thánh nhân cửu tinh, không, chỉ cần thành thánh nhân ngũ tinh là đủ rồi, khi đó hắn có thể oanh sát khô lâu thánh binh. Lần này đột phá thời gian dài hơn, sau khi bế quan 3 tháng, một bộ phận thân thể của Lăng Hàn đã tịch diệt, từ đó có thể dung nạp nhiều quy tắc hơn. Thánh nhân nhị tinh, thực lực của hắn tăng lên như bay, nắm giữ số lượng quy tắc từ 25 đạo tăng lên tới 30 đạo, nhưng tín ngưỡng lực vẫn chỉ có thể gia tăng 5 đạo. Thánh nhân bình thường tăng lên một giai cũng chỉ có thể dung nạp một đạo quy tắc, như cấp bậc đế tử cũng chỉ có hai đạo, hơn nữa còn không thể bảo đảm mỗi lần đột phá đều là số lượng này, chỉ có con của đại đế mới có thể đạt tới ba đạo quy tắc bát tinh. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Nam đạo, chuyện này đặc biệt, đặc biệt đến kinh người, nhưng mà, Lăng Hàn cũng không có mừng rỡ quá nhiều, mặc dù chiến lực của hắn có tăng lên, nhưng dùng để đối phó Khô Lâu Thánh binh thì không đủ. Hiện tại, ta đơn đấu ba đầu Khô Lâu Thánh binh khẳng định không có vấn đề, nhưng mà, số lượng Khô Lâu Thánh binh dùng trăm mà tính, nếu điều động toàn bộ tấn công tứ nguyên tinh, Lăng Hàn có thể làm sao? Khí lực va chạm khẳng định hẳn phải chết hắn chạy trốn lang hàn không tàn nhẫn như thế nhưng mà sợ cái gì thì đến cái gì lang hàn xuất quan ngày thứ ba hắn nhận được tin tức khô lâu thánh binh xuất động hơn nữa còn giết tới tứ nguyên tinh mà số lượng là cùng xuất hiện đây là thánh nhân thông qua ấn chết con ruồi con mũi tạo thành phương thức truyền tin đồng thời tin tức này cũng truyền đến các đế tộc khác các tộc thánh nhân đều đuổi tới đều khuyên lang hàn không nên ngạnh kháng quân đoàn khô lâu thánh binh không bằng thí tốt giữ xe bằng không sẽ bồi tứ nguyên tinh, cùng chết đi mà thôi. Không có người đồng ý tử thủ tứ nguyên tinh, số lượng khô lâu thánh binh quá nhiều, mà đế binh thức tỉnh thời gian không nhiều, có thể phòng thủ bao lâu chứ. Cho nên, lập tức rút lui mới là vương đạo, chương 5149, địch đến. Không có một nhà đế tộc nào đồng ý lưu trên tứ nguyên tinh đối kháng âm hồn. Đây là hành vi chịu chết, đế binh có thể kéo dài thời gian, nhưng có thể kéo dài bao lâu. Lại nói, 12 tuyệt địa có tới 12 vị tổ vương, như vậy dĩ nhiên cũng có 12 kiện đế binh, nếu thật đánh nhau, phương diện lực lượng đế cấp, bọn họ chưa chắc ăn thua thiệt. Cho nên, quả quyết từ bỏ tứ nguyên tinh, đi xa tha hương mới là vương đạo. Lăng Hàn trầm ngâm một lát, nói, nếu những khô lâu thánh binh này tiến đánh chính là tổ địa của các vị, các người sẽ lựa chọn như thế nào? Câu nói này làm tất cả mọi người im lặng, bọn họ nhẫn tâm vứt bỏ tổ địa, chỉ mang theo mấy người thoát đi sao? mình không muốn thì đừng làm với người khác. Lang Hàn nhìn các thánh nhân nói, bước chân xâm lấn của Âm Phủ không có khả năng đình chỉ. Nếu bọn họ đánh, chúng ta bỏ chạy, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ không còn nơi sống yên ổn. Các vị, các người thôi động tổ địa rời đi có thể nhanh bằng bước chân của Khô Lâu Thánh Binh công kích hay sao? Chúng thánh càng im lặng, sắc mặt mỗi người nghiêm túc. Chiến tuyến của Âm Phủ mở rộng chậm, hơn nữa sẽ bị thiên địa áp chế, nhưng mà Khô Lâu Thánh Binh lại có thể đơn độc xuất kích có cả trăm con giá lâm tổ địa, có đế tộc nào gánh vác được? Hiện tại là Tứ Nguyên tinh, tiếp theo là Tử Vi đế tộc, Đông Lâm đế tộc hay Khổng Tước đế tộc thì sao? Mấy món đế binh cùng oanh kích, bảo đảm có thể oanh phá đế trận, đến lúc đó Khô Lâu Thánh binh tiến quân thần tốc, không phải cảnh tượng sinh linh đồ thán. Cho nên, chúng ta nhất định phải có dũng khí tử chiến đến cùng." Lăng Hàn nói, "Chiến!" Hầu Ca nâng côn sắt lên, hai mắt phun ra thần quang, chiến ý đã bốc cháy. "Chiến!" Đế tử trẻ tuổi cũng nói, thánh nhân uy tín lâu năm vẫn do dự nhưng bọn họ cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh, nếu tứ nguyên tinh hủy diệt, kế tiếp sẽ đến phiên tổ tinh của bọn họ. Hơn nữa, nếu bọn họ không giúp Lăng Hàn, Lăng Hàn sẽ trợ giúp bọn họ. Tốt, chiến một trận, chư thánh đều gật đầu, bọn họ không có đường lui, không thể cùng tồn tại với âm phủ, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, cho nên chỉ có chiến một trận mà thôi. Nếu hạ quyết tâm, các thánh đều bình tĩnh và yên lặng chờ đợi sau đó một trận đại chiến nói không chừng sẽ có thánh vẫn nhưng trước mặt chiến tranh hai giới thánh vẫn là chuyện có khả năng tránh được hay sao có ai có thể lo thân của mình một ngày hai ngày ba ngày đột nhiên không khí vô cùng áp lực Xoát, một đạo công kích đánh tới đây là một đạo kiếm quang dài đến vạn dặm quấn quanh quy tắc bát tinh chém tới hừ hầu ca xuất kích hắn vung gậy đánh với kiếm quang banh một kích qua đi kiếm quang trôn vùi đạo trích phương nào Hầu ca tức giận, hắn vách gậy lên vai. Hậu duệ đấu chiến thánh hoàng, một người bước ra trong tinh không, hắn bước đi vô cùng tùy ý, giống như đang đi trong hậu hoa viên nhà mình. Đây là một người thanh niên, áo trắng tung bay, trên người còn có khí chất xuất trần. Ngươi là ai? Hầu ca hỏi, con của tam thanh đại đế, Lý Đương Bình. Người trẻ tuổi kia từ tốn nói, rõ ràng phong mang tất lộ nhưng không hề có hỏa khí. Tam thanh đại đế, bên dưới, trung thánh đều nghe thấy rõ ràng, 12 tuyệt địa chi chủ lại có một vị thân phận rõ ràng. Nhưng hiện tại có thân phận rõ ràng cũng vô dụng, ngược lại 12 vị kia khẳng định đều là đại đế, đã từng trấn áp một thời đại, có người nào không phải tồn tại vô địch. Nghĩ tới đây, chúng thánh đều run rẩy địch nhân như vậy làm sao có thể ngăn cản, làm sao có thể chiến thắng. Đến chiến, hầu ca vung côn, hắn lao tới chém giết với Lý Đương Bình. Bây giờ hầu ca đã thuận lợi thẳng tiến tam tinh, đánh ra một côn mang theo hung uy ngập trời. Oanh, Lý Đương Bình dùng một kiếm quét ngang ngăn cản công kích của Hầu Ca, sau đó cường thế phản kích, chỉ một chiêu là hắn chiếm hết thượng phong. Hầu tử, người cũng không phải con của đại đế, tư chất làm sao có thể so sánh với ta. Lý Đương Bình từ tốn nói, hắn đẻ ép tu vi còn tam tinh, nhưng mà, chiến lực của hắn lại đủ nghiền ép Hầu Ca ba cấp độ. Không có cách, con của đại đế, Hầu Ca lại không quan tâm, chiến lực của ngươi mạnh hơn ta thì như thế nào, ta vẫn đánh ngươi. Oanh, trên thân Hầu Ca tỏa ra lệ khí vô tận, đây là chiến ý, là ý chí chiến đấu, cho nên có thể gia tăng chiến lực của hắn, cũng là thứ giúp hắn lật ngược tình thế. Cái này, Lam Hàn nhìn thấy lại nhướng mày, đấu chiến nhất mạch quả nhiên trời sinh chiến đấu của nhân, nhưng mà, Hầu Ca hiện tại dũng mãnh đổi lấy tiêu hao sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, ý nghĩa thọ nguyên của Hầu Ca không đạt tới 100 vạn năm trên lý luận của thánh nhân. Dù là đấu chiến thánh hòa ngơ chinh chiến cả đời cũng tiêu hao quá lớn, căn bản không có cách sống thêm đời thứ hai, cho nên phải đi biên giới vũ trụ từ sớm dạng huyết tính này khắc sâu vào trong tâm huyết của tộc nhân, căn bản không có khả năng cải biến. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, đây là lựa chọn của Hầu Ca, nếu hắn cố sức ngăn cản lại, khi đó là hắn không tôn trọng Hầu Ca. Nghĩ tới đây, hắn không nghĩ nữa, nếu không phải âm phủ xâm lấn, Hầu Ca sẽ bị ép huyết chiến như thế sao? Hiu hiu hiu, trong tinh không lại xuất hiện khí tức cường hoành, đó là đế tử của 12 tuyệt địa. Thích cương, đế vô cực, trương ngữ, lục tầm đều xuất hiện trong tinh không, đều tỏa ra khí tức bá đạo tuyệt thế. Con của đại đế đương nhiên bất phàm, Lăng Hàn vô cùng tức giận, hắn lập tức thét dài một tiếng và giết ra ngoài. Lăng Hàn, người cũng quá cuồng rồi, đế vô cực lạnh lùng nói, hắn đấm ra một quyền, hóa thành một ngân lang dài vạn dặm tấn công Lăng Hàn. Cút, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, banh, ngân lang bị hắn đánh nổ tung. Cái gì, đế vô cực quá sợ hãi, Lăng Hàn đúng như trong lời đồn, mạnh đến mức hắn chỉ có thể nhìn lên. Làm sao có thể chứ, oanh, lăng hàn xuất quyền mang theo hắn lửa giận vô hình. Bành, dương dịch hoàn, hà la, đồng minh các đế tử đồng thời lấy ra thánh khí liên thủ tấn công lăng hàn, nhưng một quyền của lăng hàn đánh các đế tử bay như hoa trong gió. Các đế tử cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lúc trước bọn họ là vương giả quát tháo phong vân, thiên phú gần như đuổi theo phụ thân năm đó, nếu không phải một thời đại chỉ có thể cho phép một người thành đế, bọn họ chưa hẳn không có khả năng thành đế. Hiện tại bọn hắn vượt qua vô số năm tháng, nghĩ sẽ thành đế trong thời đại này, cũng đủ quét ngang bất cứ kẻ nào được gọi là vương giả, nhưng mà, hơn 10 người liên thủ lại không thể ngăn cản một quyền của Lăng Hàn. Đúng là đối thủ đáng sợ, một người trẻ tuổi áo đen nói, hắn cười nhạt một tiếng. Ta là con thứ ba của tứ phương đại đế, thường thính kiếm. Mặc dù thường ra nắm giữ lấy tinh võng, nhưng bản thân lại thập phần thần bí, đến nay không ai biết tổ địa của bọn họ ở đâu. Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào thường thính kiếm, cau mày nói. Thánh nhân bát tinh, hắn không là kiên kỵ thực lực của đối phương, mà là tu vi quá cao, đã sắp tới gần thánh nhân đỉnh phong, như vậy, vạn nhất đối phương nhanh chân đến trước, thành tựu đế vị thì sao? Trong nháy mắt tỏa ra hàn ý đáng sợ, chương 5150, từ chiến đến cùng. Hy vọng duy nhất của Dương Gian chính là xuất hiện một vị đại đế, một mình dẹp yên hắc ám. Nhưng mà, nếu vị đại đế này lại sinh ra trong hàng ngũ tuyệt địa, khi đó Dương Gian sẽ xong đời. Đế, bá chủ một thời đại, cái gì chuẩn đế, cái gì đế binh, đế trận, trước mặt đại đế chân chính đều là cặn bã, khác biệt ở chỗ có nhiều hay ít mà thôi. Năm đó những con của đại đế kia chưa từng tham gia tranh đế vị, cho nên thiên địa cho phép bọn họ thành đế. Với tư chất của bọn họ, khi đó sẽ có khả năng. Cho nên, thường thính kiếm chính là thánh nhân bát tinh, ưu thế dẫn trước là tương đối nhiều, từ đó lăng hàn nảy sinh ra sát cơ muốn chảm chết. Như Dương Dịch Hoàn, Hà La, Phong Diệu Lăng là đế tử đế nữ xuất hiện sớm, hiện tại tu vi chỉ đã tới thánh nhân tam tinh tứ tinh, còn chưa đủ uy hiếp lang Hàn thành đế. Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào thường thính kiếm, khí cơ đã khóa chặt người này. Nếu hắn động sẽ là một kích lôi đình, thường thính kiếm cười nhạt một tiếng. Lăng Hàn, hoặc là nói, tinh không đệ nhất nhân, ta đã sớm muốn luận bàn với người một lần. Tinh không đệ nhất nhân, cái gì, Lăng Hàn chính là tinh không đệ nhất nhân. Đừng nói người trên tứ nguyên tinh rung động không nhỏ, cho dù là những đế tử như đế vô cực cũng giật mình, thì ra người nhiều lần phá ghi chép trên tinh võng, đè ép đám người phá thiên, thủy nhất chính là Lăng Hàn. Lúc trước Lăng Hàn tự xưng tinh không đệ nhất nhân, không biết bao nhiêu người giễu cợt hắn, sau khi Lăng Hàn nhiều lần phá kỷ lục nhưng vẫn không có ai thật sự thừa nhận hắn là tinh không đệ nhất nhân. Nguyên nhân trên con đường tu luyện dài dằng dặc, Lăng Hàn vô cùng khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn, sớm chết hiểu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tinh không đệ nhất nhân, danh xứng với thực, người khác không có khả năng biết rõ bí mật này nhưng mà thường ra nắm giữ tinh võng, bọn họ làm sao không biết rõ ràng. Lăng Hàn nhìn thường thính kiếm, thế nào, người không phục, đúng thế, thường thính kiếm gật đầu, hắn cầm cây gậy đặt ngang trước người, ông, lập tức, toàn thân cây gậy sáng lên, có từng tia sáng thánh uy đáng sợ sáng lên. Đây là một kiện thánh khí, Lăng Hàn không thích, tại sao dám dùng binh khí giống hầu ca. Lăng Hàn, nếu không có thanh trúc nữ đế lấy bảo vật từ vực sâu nguyên thủy, bằng không tại sao ngươi lại mạnh mẽ như thế. Thường thính kiếm không phục, nếu như năm đó tứ phương đại đế cũng có thể đạt được trí bảo tuyệt thế, hắn khẳng định còn mạnh hơn Lăng Hàn. Bởi vì hắn chính là con của đại đế, Lăng Hàn lắc đầu, sự cường đại của ta đến từ tự thân, cái khác chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ít được tiện nghi còn khoe mẽ, thường thính kiếm giết tới, hắn cầm một côn quét ngang. Oanh, hắn tỏa ra uy thế thánh nhân bát tinh cực kỳ đáng sợ, cao tới 24 đạo quy tắc bát tinh oanh kích. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn là thánh nhân nhất tinh cũng không chỉ có chút thực lực như thế. Cút, hắn cũng không cần hỗn độn cực lôi tháp, hắn trực tiếp dùng nắm đấm nghênh tiếp. Bang, một kích qua đi, thường thính kiếm bị đánh bay ra ngoài, rách gan bàn tay, máu chảy ồ ạt. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng không thể tiếp nhận được. Chính mình là thánh nhân bát tinh nhưng không địch nổi một quyền của Lăng Hàn. Sao có thể, nhưng hắn là con của đại đế. T, gia hỏa này đạt được bảo vật gì trong vực sâu nguyên thủy mà chiến lực lại yêu nghiệt tới mức như thế. Gà đất chó kiểng, Lăng Hàn khinh thường nói ra, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tên đế tử này. Hắn phát động phượng dực thiên tường, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Thường thính kiếm kinh hãi, hắn vội vàng vung côn chống đỡ. Lần này, hắn dùng tới tín ngưỡng lực, công kích có tới 27 đạo quy tắc bát tinh. Nhưng mà, ở trước mặt Lăng Hàn, công kích như vậy không hữu dụng. Bành, một quyền đánh tới, thường thính kiếm bị đánh bay lần nữa, hắn giật mình chính là, thánh khí trong tay hắn bị uốn cong. Đây chính là thánh liệu, dưới mẫu kim, là vật liệu cứng rắn nhất thế gian, hiện tại lại bị một quyền đánh cong, hắn làm sao tin tưởng nổi. Ngươi là chuẩn đế sao? Không có một chữ đế mà cũng hùng hổ kinh người như vậy. Lăng Hàn không cho hắn cơ hội thở dốc, hắn đổi kịp và xuất ra một quyền. Một kích này, hắn muốn triệt để diệt trừ tên đế tử này. Oanh, Thiết Quyền đánh lên người thường thính kiếm, đột nhiên có một bàn tay ngăn chặn giữa hai bên. Lăng Hàn đánh một quyền lên bàn tay này, bàn tay chấn động sinh ra ánh sáng lập lòe nhưng không bị đánh nát. Bởi vì đây là Khô Lâu Thánh binh, đại sát khí đáng sợ nhất của âm phủ đã tới. Nội tâm Lăng Hàn rung động, dù hắn yêu nghiệt, nhưng gặp đại sát khí này cũng bị kiềm chế, nếu bị trên trăm đầu Khô Lâu Thánh binh vây giết, cho dù là hắn cũng phải vẫn lạc. Ông, hỗn độn cực lôi tháp lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, hắn vận chuyển năng lượng hủy diệt thánh hỏa bộc phát và phát huy ra lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Ha ha, Lang huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Chỉ nghe tiếng cười phóng khoáng vang lên, đám người đinh thụ, thủy nhất đều xuất hiện. Trước đó bọn họ vẫn bế quan, không nghĩ tới lại xuất hiện trong giai đoạn quan trọng như vậy. Lăng Hàn gật đầu, hắn cười ha ha, tốt, chúng ta kề vai chiến đấu. Hiu hiu hiu, càng nhiều thánh nhân xuất hiện trong tinh không, đối mặt khô lâu thánh binh. Trận đánh này, bọn họ nhất định phải đón đánh. Bọn họ không thể lui, không thể thua. Giết, không có gì để nói nhiều, chỉ chiến mà thôi. Lập tức, kịch chiến phát động, những tất cả đều là lực lượng thánh cấp, kinh khủng cỡ nào. May mắn chính là, nơi này không phải tinh cầu, mặc dù đánh hư không sụp đổ cũng không có tai bay vạ gió. Lăng Hàn, đi chết đi. Đồng minh quát to, hắn vung tay lên, 30 đầu khô lâu thánh binh cùng xuất hiện và tấn công Lăng Hàn. Bọn chúng đã tập trung binh lực lớn nhất, mục đích chính là vì chém giết Lăng Hàn. Không thể không giết, nếu không ra hỏa này thành đế, khi đó quá nguy hiểm. Kế hoạch đại đế vạn cổ sẽ bị hủy trong tay của hắn. Cho nên, không tiếc trả cái giá lớn, giết, oanh, 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 30 đầu khô lâu thánh binh giết tới, căn bản không có người nào có thể ngăn cản. Thật là đáng sợ, chính là mấy ngàn kiện thánh khí oanh kích, thử hỏi ai ngăn cản nổi. Lăng Hàn cũng không được, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường, cưỡng ép phá vây. Sau đó, hắn lập tức giết trở về khô lâu thánh binh thật đáng sợ, hắn nhất định phải phải ngăn chặn nhiều hơn mới được. Oanh, hắn quả quyết dùng ra thánh hỏa, cùng một thời gian, hắn truyền đạt thần niệm cho đám người đinh thụ, đó là hủy diệt linh đồ hoàn chỉnh. Đến một bước này, hắn không cách nào lại mang kỹ tự chân, hắn cần mọi người cùng cường đại hơn. Chỉ có bá chủ nguyên thế giới mới có thể vận chuyển năng lượng hủy diệt, thứ này kết hợp với thánh hỏa có thể tạo ra uy hiếp đối với khô lâu thánh binh. Hiện tại tình thế rất rõ ràng, không cho phép lăng hàn tàng tư. Đối với bá chủ nguyên thế giới, bọn họ nắm giữ năng lượng hủy diệt gần như trở thành một loại bản năng, chỉ cần có linh đồ tương ứng sẽ có thể nắm giữ ngay lập tức. Giết, 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 lăng hàn phát cuồng, hắn phát huy chiến lược tới mức cực hạn. Trường 5151, đại đế xuất thủ. Không thể không thừa nhận, lực lượng âm phủ còn vượt xa nhân gian. Khô lâu thánh binh nhiều tới trăm con, dù bị lăng hàn kéo lại 30 đầu, nhưng còn có gần 70 đầu, làm sao ngăn cản. Bảy tiểu hoa nhi hợp thể cũng chỉ có thể ngăn chặn một đầu, đám người đinh thụ dùng hết toàn lực, lại vận dụng thánh hỏa cũng chỉ có thể ngăn cản một con. Còn lại tạm thời nhờ đế binh áp chế, nhưng đế binh lại không thể bảo trì trạng thái thức tỉnh vô hạn, cuối cùng rồi sẽ ảm đạm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng Hàn nhìn vào Tứ Nguyên tinh, trong đại chiến, mọi người cố kéo dài khoảng cách, tránh chiến đấu lan đến gần Tứ Nguyên tinh. Ban đầu cho rằng kích phát ý chí của các thánh nhân, Liều chết đánh một trận Bọn họ có thể ngăn cản công kích của âm phủ, nhưng bây giờ xem ra vẫn không được a. À. Cũng đúng, 12 vị đại đế trăm phương ngàn kế, bố trí nhiều năm như vậy, làm sao có thể tùy tiện bị Lăng Hàn phá cục. Đây là kết cục thất bại, nếu như vì thế mà tử chiến, một chút hy vọng sẽ biến mất. Nhưng từ bỏ tứ nguyên tinh, Lăng Hàn lại không cam lòng, lúc này hắn sinh ra một suy nghĩ. Đột nhiên, hắn thông suốt, nếu có thể thả người trong nguyên thế giới ra ngoài, vậy có thể thu vào hay không? Thử một chút hiện tại cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Lăng Hàn vận chuyển phượng dược thiên tường bay về hướng tứ nguyên tinh, sau lưng, 30 đầu khô lâu thánh binh đuổi sát. Ông, Lăng Hàn đánh ra một đạo sát khí xung kích, nhưng cũng không phải nhằm vào truy binh phía sau, mà là nhắm vào tứ nguyên tinh phía trước. Hắn nghiêm ngặt khống chế cường độ sát khí xung kích, thậm chí cường độ nhắm vào sinh linh cũng khác nhau, lúc sát khí xung kích bao phủ tứ nguyên tinh, các sinh linh bên dưới đều mất đi hắn không phải không có nắm giữ phương pháp thu nạp sinh linh vào pháp khí không gian, cần người được thu không có ý niệm chống lại, chỉ cần đánh người ta ngất xỉu là có thể thu vào. Sinh linh trên tứ nguyên tinh dùng hàng tỷ mà tính, Lăng Hàn có thể thông chi bọn họ không thể chống cự hay không. Thời gian quá ngắn, hiện tại có âm hồn tiếp cận, mỗi người đều hoảng sợ, khả năng chấp hành mệnh lệnh sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Cho nên, không bằng trực tiếp đánh ngất đi, Lăng Hàn mở thần hồn bao phủ tứ nguyên tinh, nhất định phải được, soát. Cảnh tượng làm người ta giật mình xuất hiện, một viên tứ nguyên tinh to như vậy lại biến mất trong tinh không. Mẹ nó, lúc này, chiến đấu trong tinh không đều ngừng lại, đương nhiên, khô lâu thánh binh không có tình cảm, không có linh trí, chỉ biết thi hành mệnh lệnh, chúng không có dừng công phạt. Nhưng mà, cho dù là con của đại đế như lục tầm đều ngây người. Tình huống như thế nào? Một khỏa tinh cầu biến mất không còn bóng dáng. Bọn họ có thể tiếp nhận lang hàn một quyền, thậm chí một ý niệm đánh nổ tứ nguyên tinh, Thế nhưng một tinh cầu biến mất trong vô hình, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được? Đại đế lại có thể làm được sao? Chỉ có bá chủ nguyên thế giới như Đinh Thụ mới đoán được, hẳn là Lăng Hàn thu tứ nguyên tinh vào trong cơ thể. Vấn đề là, tinh cầu trong đại thế giới lớn cỡ nào? Wow, à, Lăng Hàn nôn máu tươi, thu một tinh cầu vào trong cơ thể, hắn cảm thấy toàn thân như nổ tung. Làm thế quá miễn cưỡng, khó chịu không cách nào hình dung. Rút lui, hắn quá to, trong trạng thái như vậy. Hắn không thể kiên trì trong bao lâu? Các thánh nhân giật mình tỉnh lại, còn có thể làm như vậy? Ngươi muốn nghịch thiên sao? Nhưng Khô Lâu Thánh binh quá mức lợi hại, bọn họ không ngăn cản được, hiện tại không đi, như vậy còn chờ tới khi nào? Hơn nữa, Lăng Hàn có thủ đoạn mang tinh cầu đi, như vậy, ngày sau âm hồn công kích tổ địa bọn họ, Lăng Hàn cũng có thể giúp bọn họ như thế. Nghĩ như thế, bọn họ cũng yên tâm hơn nhiều, đừng quản Lăng Hàn làm như thế nào, trọng điểm là Việc này đã giải quyết vấn đề lớn siêu cấp. Lập tức, các thánh nhân bắt đầu rút lui, chỉ cần vứt bỏ đối thủ, lập tức xé mở không gian rời đi. Lăng Hàn đã bộc phát chiến lực hoàn toàn, hắn yểm hộ mọi người. Tốc độ của hắn nhanh nhất, đến lúc đó trực tiếp phát động Phượng Dực Thiên Tường phá vây là được. Oanh, đúng lúc này, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ xé rách không gian bắt lấy Lăng Hàn. Một kích này giống như thiên mệnh sở quy, là chiều hướng phát triển, căn bản không thể đỡ, không thể ngăn. Đế uy khủng bố bao phủ tinh không, đây, đây là đại đế ra tay. Trời, lúc này, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, đế, mạnh nhất thiên hạ, ai có thể ngăn cản? Xong, xong đời, chúng thánh vẫn cho rằng 12 tuyệt địa chi chủ có thể trường sinh bất tử nhưng sẽ bị thiên địa hạn chế to lớn, cho nên mới không thể xuất thủ, cần phải mượn Khô Lâu Thánh binh càn quét thiên hạ. Đây cũng là niềm hy vọng, nếu không, đại đế xuất thế, bất kỳ chống cự gì cũng phí công. Nhưng bây giờ đại đế ra tay rồi, trừ tuyệt vọng ra, còn có thể có ý kiến gì. Oanh, bàn tay lớn bắt lấy, không ai có thể trốn, cũng không thể ngang hàng. Lăng Hàn tuyệt không nhận mệnh, hắn thức tỉnh đế binh ngăn cản. Bàn tay lớn va chạm với thanh trúc kiếm, đế uy tràn ngập, cho dù là thánh nhân cũng cảm thấy ngạt thở. Bàn tay lớn kia bị ngăn cản, chuyện này không kỳ quái, đế binh thức tỉnh tương đương với đại đế xuất thủ, địch lại một vị đại đế khác là đương nhiên, nhưng mà, đó là vì đại đế xuất thủ không có hiện thân, chỉ ra tay cách tinh không xa xôi mà thôi oanh bàn tay ngừng một lúc ngay sau đó uy thế đáng sợ bộc phát lang hàn lại cản nhưng mà thanh trúc kiếm không ngăn cản được một ít dư âm quét qua hắn phun máu tươi như suối làn ra toàn thân nổ tung hắn hóa thành một huyết nhân tiếp tục như vậy nhiều nhất ba bốn chiêu hắn phải chết không nghi ngờ bàn tay kia không lưu tình chút nào bàn tay oanh kích lần thứ ba đây chính là đại đế lật tay thành mây trở tay thành mưa vô địch thiên hạ Phốc, Lăng Hàn phun máu lần nữa, hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đã vỡ nát một nửa, hắn đau đến không muốn sống. Thánh nhân mạnh nhất thì như thế nào, ở trước mặt đại đế chỉ là cặn bã. Oanh, bàn tay kia đánh xuống, lần này, Lăng Hàn không có sức chống cự, cho dù hắn bộc phát lực lượng như thế nào, nhưng thân thể đã đạt tới cực hạn, một kích tiếp theo sẽ đánh hắn tan xương nát thịt. Song đời, thiên kiêu mạnh nhất vạn cổ, nếu có thể thành đế, tất nhiên cũng là tổ vương mạnh nhất lịch sử, đáng tiếc hiện tại đại đế xuất thủ, trực tiếp xóa đi, căn bản không cho ngươi không gian trưởng thành. Tất cả mọi người tin tưởng, tuyệt địa chi chủ xuất thủ cần phải trả cái giá to lớn, nhưng mà, đại đế quá quả quyết, cho dù tự tổn 800 cũng phải bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Ai, bàn tay đánh tới, quy tắc cửu tinh trí cao vô thượng bộc phát, chư thiên thất sắc. Bành, tiếng nổ đáng sợ vang lên, cho dù tinh không cũng rung động cực kỳ khủng khiếp. Vào lúc năng lượng tan hết, đám người lại khiếp sợ phát hiện, lăng hàn không chết làm sao có thể, hắn ngăn cản được một kích của đại đế. Không phải, ở bên người Lăng Hàn xuất hiện một lão nhân, Cát Thiên Thu, chương năm hai khí lực va chạm với đại đế. Cát Thiên Thu, chuẩn đế, chuẩn đế xuất thủ đỡ được một kích tuyệt sát của tuyệt địa chi chủ, cứu Lăng Hàn. Cát Thiên Thu, người tự tìm đường chết, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong hư không, không hề có tình cảm, thương sinh vạn vật đều là chó rơm. Đúng là đại đế xuất thủ nhưng không rõ là ai. Sắc mặt Cát Thiên Thu ửng hồng, dù sao cũng ngăn cản một kích của đại đế, dù là chuẩn đế thì như thế nào, làm sao có thể nhẹ nhõm. Sống có gì vui, chết có gì buồn, hắn cười to phóng khoáng, những đại đế các ngươi nên sớm hóa đạo về trời, lại dùng tà thuật lén sống đến nay. Chỉ là phàm nhân, biết cái gì? Đại đế kia nói, niệm tình ngươi tu đến chuẩn đế cũng không dễ, cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, Cát Thiên Thu cười to. Ngươi sợ chiến đấu với ta, khi đó ngươi sẽ vận dụng toàn lực, cũng tổn thương tới tự thân. Tuyệt địa chi chủ khẳng định không thể tùy ý xuất thủ, bằng không cũng không cần tới những người khác, cho nên, hiện tại vị tuyệt địa chi chủ cưỡng ép xuất thủ sẽ tổn thương tự thân, mà muốn chiến đấu với một chuẩn đế, bọn họ vẫn trả cái giá to lớn. Trước đó, mấy vị tuyệt địa chi chủ trước sau bị đa gia phật, các thiên thu cùng tiền dưỡng Hạo khuyên lui, nguyên nhân chính là không muốn tự tổn 800. Tên đại đế im lặng một chút, sau đó nói: nếu ngươi nhất định tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, vị đại đế này xuất thủ lần nữa, hắn xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Tiền bối, Lăng Hàn đưa thanh trúc kiếm, cũng dùng thần niệm truyền thụ phương pháp khống chế đế binh cho các thiên thu. Người ta vì hắn xuất thủ ngăn cản đại đế, hắn cần gì phải tư tàng. Các thiên thu tiếp nhận thanh trúc kiếm, hắn chém vào bàn tay kia. Trong nháy mắt hắn nắm giữ phương pháp thao túng thanh trúc kiếm, nhưng chuẩn đế tăng thêm mẫu kim tổ hợp cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bành, một kích qua đi bàn tay kia thất bại tan tác mà quay về nhưng mà các thiên thu cũng không có tốt hơn chỗ nào thân thể run rẩy sắc mặt lúc trắng lúc xanh không ai có thể xem thường đại đế nhưng chỉ cần sống sót dưới oanh kích của đại đế cũng đủ kiêu ngạo rồi làm cho người ta tuyệt vọng là vị đại đế kia không có hiện thân chỉ xuất thủ cách tinh không vô tận mà thôi đế vô địch thiên hạ thật sự không phải câu nói suông đi một giọng nói vang lên trong thức hải của lăng hàn đây là các thiên thu dùng thần thức truyền âm thế nhưng mà tiền bối lang hàn làm sao có thể trơ mắt nhìn các thiên thu độc chiến đại đế dù là chuẩn đế thì như thế nào chỉ cần đại đế nghiêm túc khẳng định chỉ có một con đường chết tương lai của ngươi là hy vọng duy nhất các thiên thu nói ngươi rất đặc thù trên người có một loại lực lượng che đậy thiên cơ cho dù là đại đế cũng không có khả năng suy tính ra vị trí của ngươi lang hàn rung động đó là bởi vì hắn là bá chủ nguyên thế giới hay hắn dung hợp hạt giống thánh hỏa đi mau nếu tên đại đế này toàn lực ứng phó cho dù ta cầm đế binh cũng không cản được. Cát Thiên Thu nói giọng nói gấp gáp, Lang Hàn không do dự nữa, hắn đưa tay muốn xé rách không gian rời đi. chỉ cần hắn đi, Cát Thiên Thu không cần dây dưa, muốn đi thì đi. dùng đế binh mở đường, hắn có hy vọng cực lớn thoát khỏi tay của đại đế. dù sao tuyệt địa chi chủ cũng có lo lắng, không có khả năng xuất thủ toàn lực liên tục. nhưng vào lúc này oanh một bàn tay xuất hiện trong hư không. Không giống với bàn tay đen như mực lúc trước, bàn tay này bốc cháy hừng hực và chiếu sáng bầu trời. Kim Ô Đại Đế, Lăng Hàn nghĩ tới cái tên này, nguyên nhân bàn tay này khác với người thường, lại có chút giống móng vuốt, mà là hỏa thuộc tính, có khả năng do Kim Ô Đại Đế xuất thủ cực cao. Cái này, tên Đại Đế thứ hai xuất hiện, trời ạ, à, một đại đế có thể trấn áp một thời đại, đó là tồn tại vô địch tuyệt đối, hiện tại còn có đại đế thứ hai xuất thủ, có ai ngăn cản nổi? Các Thiên Thu hét lớn một tiếng thanh trúc kiếm bộc phát uy thế đáng sợ chém về phía đại đế đầu tiên, sau đó, hắn lại ngăn cản bàn tay đầy hỏa diễm, khí thế toàn thân tăng lên rất cao. Vào lúc này hắn không giống chuẩn đế, mà là đại đế chân chính. Bang, một kích qua đi, bàn tay hỏa diễm bị đánh lui. Các thiên thu đứng ngạo nghễ trong tinh không, tay cầm thanh trúc kiếm, đế uy tràn ngập, không phân rõ là của hắn hay là của thanh trúc kiếm phát ra. Các thiên thu, người chỉ có một chút đế nguyên, hiện tại thiêu cháy ngươi có thể tạm thời nắm giữ chiến lực đế cấp, nhưng có thể tiếp tục bao lâu?" Kim Ô Đại đế lạnh lùng nói, "Một khi đốt hết đế nguyên, ngươi sẽ hóa đạo về trời, đáng giá không?" Lăng Hàn giật mình, thì ra các Thiên Thu phải trả cái giá lớn như thế. "Lão gia tử," hắn vội vàng nói, các Thiên Thu lắc đầu, "Có đáng giá hay không, lão đầu tử ta hiểu rõ. Lăng Hàn, chờ sau khi ngươi thành đế và dẹp loạn Hắc Ám, nhớ rót chén rượu trước một lão phu, chia sẻ với lão đầu tử ta một lần." trong thời gian ngắn lăng hàn cảm thấy có gì đó chặn ở cổ họng hắn không nói thành lời nhưng mà hai đại đế không cho bọn họ thời gian thở dốc oanh hai bàn tay đánh vào hư không đi các thiên thu hét lớn một tiếng độc chiến hai đại đế lăng hàn cắn răng hắn áp chế tình cảm và xé rách không gian hắn tiến vào bên trong hư không và quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy các thiên thu đang tỏa ra khí thế vô tận khí lực pha chạm hai đại đế nhưng hai đại đế cũng tức giận càng muốn lưu lăng hàn lại chiến lực cũng tăng lên vô hạn bành 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 dù có đế binh thì như thế nào dù thiêu đốt đế nguyên thì như thế nào ở trước mặt đại đế chân chính đều không chịu nổi một kích chỉ qua vài chiêu các thiên thu đã bị đánh nát thanh trúc kiếm bị đánh bay vào sâu trong tinh không oanh hai đại đế đánh tới không lưu tình tiền bối lăng hàn dương dương quay người hắn tiến vào trong hư không ầm ầm bàn tay đại đế đánh vỡ hư không đế uy tràn ngập và truy kích lăng hàn Lăng Hàn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản Đế Uy, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường lao nhanh trong tinh không. Phía sau, Đế Uy rút lui như thủy triều, một kích của hai đại đế cũng biến mất. Oa, à, Lăng Hàn lao ra khỏi hư không, hắn phun máu tươi tung tóe, mà hắn cũng lại khống chế không nổi, tứ nguyên tinh từ trong cơ thể xuất hiện và phiêu phù trong tinh không đen nhánh. Tiền bối, hắn chảy nước mắt, bàn tay nắm chặt, Cát Thiên Thu vì cứu hắn mà chết, đường đường chuẩn đế, chỉ cần hắn nguyện ý bò bo giữ mình cho dù là tuyệt địa chi chủ cũng sẽ không cố ý nhầm vào. Nhưng mà, rõ ràng có thể siêu nhiên tại thế nhưng lại lựa chọn tử chiến. Ta chắc chắn sẽ không để tiền bối hy sinh vô ích. Lăng Hàn lau nước mắt, thần sắc hắn đầy kiên định. Chương năm 1153, Đa Gia Phật Triệu Hoán. Trước đó, Lăng Hàn từng nghe nói vô số truyền thuyết về Đại Đế. Đế, vô địch, đây chỉ là cách nói mơ hồ, rốt cuộc vô địch thế nào thì không có khái niệm. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn biết rõ, mạnh như chuẩn đế thiêu đốt đế nguyên thậm chí trong thời gian ngắn có thể biến thành đại đế trong tay có đế binh cũng bị hai ba chiêu đánh thành cạn bã đối kháng chính diện với đại đế cho dù là ai cũng phải chết lang hàn không thể không may mắn ban đầu ở phật thổ a hàm phật chỉ thức tỉnh đế binh đánh giết hắn mà không phải tự mình xuất thủ nếu không hắn làm sao có thể sống tới bây giờ đây thật là lực lượng làm người ta tuyệt vọng thánh nhân mạnh nhất vạn cổ thì như thế nào ở trước mặt đế huy cũng không chịu nổi một kích Lăng Hàn hít sâu một hơi, hắn khôi phục lòng tin. Hắn hiện tại không địch lại đại đế là chuyện rất bình thường, hắn chỉ là thánh nhân nhị tinh, nếu hắn có thể ngăn cản công kích của đại đế, đại đế vô địch chẳng khác gì cho cười. Nhưng mà, nếu hắn thành tựu chuyển đế, hắn có thể ngang hàng với tuyệt địa chi chủ xuất thủ toàn lực. Tâm niệm hắn khẽ động, hắn vận chuyển bí thuật triệu hoán thanh trúc kiếm. Xeo, chỉ chốc lát, hư không phá vỡ, chỉ thấy thanh trúc kiếm bay vào trong tay hắn. Hiện tại, đám người nữ hoàng, hầu ca đều xé rách không gian tới đây, đã mất đi phương thức liên lạc tinh võng, muốn tụ tập với nhau cũng không dễ. Nhưng mà, thánh nhân hành tàu thiên hạ, chỉ cần không phải đại đế tự mình nhằm vào, tự vệ không có vấn đề. Lang Hàn tin tưởng, tuyệt địa chi chủ không đến mức phí sức lực lên người đám người hầu ca, dù sao bọn họ xuất thủ một lần cũng trả cái giá to lớn. Về phần hắn, các thiên thu nói hắn có lực lượng đặc thù che lấp thiên cơ, cho dù là đại đế cũng không suy tính ra hắn ở nơi nào. Cho nên, hắn tạm thời an toàn lang hàn trở lại tứ nguyên tinh hắn tiếp tục thôi động viên tinh cầu này bay đi biên giới vũ trụ hắn bắt đầu hồi tưởng cảm thụ thân chứa tinh cầu ngay từ đầu hắn chỉ ôm tâm tư chữa ngựa chết thành ngựa sống không nghĩ tới thật thành công hắn thật sự dung nạp một tinh cầu so với ức vạn vị diện trong cơ thể phụ tải này to lớn khó hình dung bởi vì sinh mạng trên tinh cầu quá cường đại sao hay bởi vì năng lượng của tinh cầu quá lớn lang hàn đặt vấn đề này sang một bên nếu lại gặp đại quân âm phủ đột kích, hắn có thể thu tứ nguyên tinh vào cơ thể chạy đi, cũng không đến mức biến thành bia ngắm. Sau đó, hắn thông qua đánh giết con muỗi con ruồi liên lạc với các đế tộc. Còn tốt, chúng thánh đều quay về tổ tinh, trước mắt cũng không có khô lâu thánh binh đột kích, xem như an toàn. Theo Lăng Hàn, có lẽ tuyệt địa chi chủ chẳng thèm quan tâm tới bọn họ. Cho dù có những đế tộc này thì như thế nào, căn bản không ảnh hưởng tới đại kế của bọn họ. Chỉ có Lăng Hàn là biến số, một khi hắn thành đế, khả năng chỉ cần thành tựu chuẩn đế cũng sẽ phá hư bố cục của tuyệt địa chi chủ chuẩn bị vô số năm. Hiện tại, Lăng Hàn không dám tiết lộ vị trí của mình, nếu lại có thêm tuyệt địa chi chủ giết tới thì làm sao bây giờ? Để đa gia phật, tiền dưỡng hạo đứng ra, lại hy sinh sao? Hắn chỉ có thể trông cậy vào đám người hầu ca đi tới từng đế tộc, sau đó liên lạc với hắn, sau đó sẽ quay về Tứ Nguyên Tinh. Quả nhiên, đám người hầu ca, nữ hoàng nhất trí với suy nghĩ của Lăng Hàn không tìm được Lăng Hàn thì cứ tìm đế tộc, rất nhanh, Lăng Hàn đón từng người về Tứ Nguyên Tinh. Biết được các thiên thu vì cứu Lăng Hàn mà vẫn lạc, tất cả mọi người vừa tức giận vừa đau buồn. Chuẩn đế đấy, lão gia tử sẽ không hy sinh vô ích. Đại Hắc Cẩu hiếm khi nghiêm túc, nó nói, Lăng Hàn gật đầu, chờ lúc hắn thành đế, hắn sẽ chặt đầu từng tuyệt địa chi chủ. Đã từng là đại đế thì như thế nào, tuyệt đối không cho phép đạp lên thiên hạ. Lăng Hàn nhíu mày, thời gian không đợi người, hắn cần phải tăng tu vi nhanh chóng. Nhưng mà, đến cấp độ của hắn khó mà tăng lên thật nhanh, trừ khi có đại dược hiếm có. Vấn đề là, nếu đã hiếm có trên thế gian, hắn làm sao nhận được? Phần lớn khu vực dương gian đã bị âm phủ hóa, tiên dược cũng chết sạch, cho nên, đại dược hiếm có càng khó tìm. Nếu như muốn tự mình tu hành từng bước, vậy cần bao lâu mới có thể đạt tới thánh nhân cửu tinh? Dù lang hàn thiên phú kinh người, hắn cũng cần thời gian rất dài. Hiện tại, chỉ có một chỗ mới có đại dược như thế. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, chỗ nào, vực sâu nguyên thủy, đó là nơi vũ trụ ra đời, tin tưởng hủy diệt linh đồ, thần thạch, tiểu hoa nhi cũng đến từ nơi đó, mà hạt giống thánh hỏa cực kỳ châu bò cũng tới từ đó. Cho nên, nếu có thể phát hiện đại dược ở đây, khẳng định có thể trợ giúp Lăng Hàn gia tăng tu vi cực nhanh. Nhưng có hai vấn đề khó, đầu tiên, đi như thế nào, quá xa vời, trước đó Lăng Hàn và Hầu Ca đã chạy đi một chuyến, nhưng căn bản kém xa lắm. Dù tốc độ của Lăng Hàn tăng lên cực hạn, Muốn tới đó cũng cần thời gian rất lâu. Thứ hai, thực lực của hắn đủ để quét ngang thánh cấp, nhưng vực sâu nguyên thủy chính là nơi đại đế cũng không dám dễ dàng tiến vào, phần lớn đều chờ tới lúc tuổi già mới đi một phen. Cho nên, cho dù hắn hiện tại có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy, có khả năng chưa đạt được đại dược thì mất mạng từ trước. Thời gian không chờ người, không tiến vào vực sâu nguyên thủy làm liều một phen, ta không có cơ hội. Thế nhưng mà, cho dù hắn nguyện ý mạo hiểm, không thể đi thì có biện pháp gì? Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại qua mấy ngày sau, đột nhiên Lăng Hàn nhận được tin tức, Đa Gia Phật đi đông lâm đế tộc, muốn gặp mặt hắn một lần. Đa Gia Phật, Lăng Hàn không có lập tức lên đường, bởi vì hắn không biết đây có phải là cái bẫy hay không. Hắn không thể bị thôi diễn, nhưng mà, 12 tuyệt địa có thể nghĩ biện pháp dẫn hắn ra. Vạn nhất đông lâm đế tộc đột nhiên bị công hãm, sau đó bị ép phát tin tức giả cho Lăng Hàn thì sao? Hiện tại không có tinh võng, chỉ có thể thông qua mệnh bài vỡ vụn truyền đạt tin tức trên lý luận là có thể nhưng mà đi thì vẫn phải đi lang hàn mang theo đế binh đi tới tinh không gần đông lâm đế tộc sau đó lặng lẽ lẻn vào xem có nguy hiểm hay không nếu có thì hắn sẽ trốn đi đây không phải cạm bẫy đa gia phật đang chờ hắn vị chuẩn đế này lấy sát chứng đạo đứng chắp tay hắn đứng dưới gốc mai an lành và không có một tia hỏa khí ngươi muốn gia tăng tu vi nhanh chóng sao đa gia phật mở miệng nói ra cũng không có quay người lại muốn lang hàn gật đầu Ngươi muốn đi vực sâu nguyên thủy Đa gia Phật hỏi Đúng, Lang Hàn gật đầu Đa gia Phật xoay người lại Mỗi một tên đại đế đều từng tiến vào vực sâu nguyên thủy Muốn sống thêm đời thứ hai Chỉ có thể thu hoạch tuyệt thế đại dược từ nơi đó Ở nơi đó có một thứ gọi là vật chất thủy nguyên Bao hàm bí mật hình thành vũ trụ Đại dược hấp thu vật chất trưởng thành Hiệu quả sẽ vượt qua tất cả tiên dược Người có được Người có thể đạt tới thánh nhân đỉnh phong trong thời gian ngắn Trường 5154 Vực sâu nguyên thủy Đa gia Phật dừng một chút, nhìn về phía Lăng Hàn. Người có dám đi một chuyến? Lăng Hàn cười cười, hắn đang lo không có cách gì nhanh chóng tăng lên tu vi, muốn đi vực sâu nguyên thủy, nhưng mà, hắn vẫn chỉ là thánh nhân, chạy tới chỗ đó không biết cần bao nhiêu thời gian. Cho nên, hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, xem ý tứ của Đa gia Phật là muốn đưa hắn đi. Dám thì dám, cũng không biết đi như thế nào. Lăng Hàn nói, Đa gia Phật gật đầu, ta có thể đưa ngươi đi. Được, Lăng Hàn gật đầu, nói chuyện với cường giả đỉnh cấp nên nói ít ý nhiều mới tốt, cũng không nên lãng phí thời gian của người ta. Oanh, bỗng nhiên trên thân đa gia Phật bộc phát ra khí thức cường đại, quang diễm sôi trào giống như đại đế. Lăng Hàn kinh hãi, hắn từ đã từng cảm thụ khí thức này trên người của các thiên thu, đó là thiêu đốt đế nguyên, tạm thời đạt tới độ cao đế cấp. Nhưng đây là cử chỉ liều mạng, tiền bối, hắn hoảng sợ nói, đa gia Phật thản nhiên nói, thời gian của chúng ta không nhiều, không có khả năng chậm rãi đi từ từ hắn đưa tay nắm lấy lăng hàn dưới chân xuất hiện con đường màu vàng nhắm thẳng vào tinh không vô tận hắn lại cất bước phóng đi chỉ trong nháy mắt đã biến mất lúc này người đông lâm đế tộc mới đi ra ngoài tự nhiên không thấy được cái gì làm cho bọn họ kinh ngạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao lại có đế uy tràn ngập làm cho bọn họ còn tưởng rằng xảy ra đại sự ở trước mắt lăng hàn là ánh sáng chấp lóe liên tục hắn đã thấy không rõ nhưng ở thời khắc này trong lòng của hắn chỉ có cảm động Đa gia Phật vì muốn đưa hắn nhanh chóng tới vực sâu nguyên thủy, không tiếc đốt cháy đế nguyên, khả năng hắn sẽ rớt ra khỏi cảnh giới chuẩn đế, thậm chí bỏ mình. Tất cả đều vì đại cục thiên hạ, các thiên thu mai táng tự thân, ngủ say ngàn vạn năm thức tỉnh, mạnh đến chuẩn đế lại vẫn lạc trong một trận chiến. Đa gia Phật, đại nhân vật ức vạn năm trước, một trong song kiêu Phật tộc, ở thời đại này sống thêm đời thứ hai, hơn nữa cũng là chuẩn đế nhưng hiện tại lại yên lặng hy sinh vì hắn. Thiên hạ, có 12 tuyệt địa chi chủ, Thiên hạ cũng có anh hùng giống Cát lão gia tử, đa gia phật. Lăng Hàn tâm linh kiên định, hắn nhất định phải thành đế, bình định hắc ám, cho dù có trả cái giá lớn cũng phải làm. Với hắn mà nói, đây là chuyển biến to lớn. Đừng nhìn Lăng Hàn nhiều lần đứng ở đỉnh của thế giới, nhưng nội tâm của hắn ban đầu rất đơn giản, chỉ có đầy đủ thực lực mới không cần chịu bất luận kẻ nào ức hiếp mà thôi. Hắn không có dã tâm gì, muốn trở thành bá chủ thiên địa, thống trị vô số người. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, người yêu ở bên con cháu quấn chân. Nhưng mắt thấy các thiên thu cùng đa gia Phật hy sinh, tâm linh của hắn bị xung kích to lớn, suy nghĩ của hắn cũng khác biệt. Sau khi thiêu đốt đế nguyên, tốc độ của đa gia Phật nhanh đến kinh người, kim quang đại đạo trải rộng ra, chỉ cần một ý niệm là có thể đi tới bất cứ tinh cầu nào. Nhưng mà, vũ trụ có khu vực trống trải càng lớn, vực sâu nguyên thủy càng xa vô tận. Phải biết, cho dù với nhãn lực của Lăng Hàn cũng không thể bắt lấy hình ảnh nào, chỉ nhìn thấy hắc ám mà thôi. Còn tốt, nơi này sớm đã không còn tinh cầu chỉ còn lại một vùng tối tăm không có làm đôi mắt của hắn bị thương vì hình ảnh đảo loạn dòng dã một ngày sau đó rốt cuộc đa gia phật cũng ngừng lại trên thân hắn có khí thức phập phồng vô cùng không ổn định tiền bối lăng hàn vội vàng nói hắn lộ rõ lo lắng trên mặt đa gia phật khoát tay áo không sao còn chưa chết nhưng mà ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây ta cần nghỉ ngơi hắn nói thì đơn giản chỉ cần nghỉ ngơi một chút nhưng lăng hàn lại biết đa gia Phật vì đưa hắn tới đây đã trả cái giá không nhỏ. Tiền bối, ta chắc chắn sẽ không làm cho người thất vọng. Lăng Hàn nói cực kỳ kiên định, đa gia Phật cười một tiếng, đi thôi, tiếp theo chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhưng mà, trước đó ta nói có một ít phóng đại, ở bên ngoài có tiền dược cấp thủy nguyên nhưng đặc biệt ít ỏi, ngươi chỉ có thể tìm kiếm ở đó, không nên đi vào, chỗ đó chính là nơi đại đế cũng có thể vẫn lạc. Dứt lời, hắn truyền thần niệm cho Lăng Hàn, đó là hiểu biết của hắn về vực sâu nguyên thủy. Vào ức vạn năm trước, Đa Gia Phật đã tới nơi này, cũng nhận được cơ duyên cực lớn, cho nên mới có thể vượt qua ức vạn năm, sống thêm đời thứ hai. Hắn khác với các thiên thu, các lão gia chỉ lấy thái cổ nguyên nê phong ấn chính mình mà thôi. Lăng Hàn gật đầu, nhìn về phía trước, với cách đối nhân xử thế của Đa Gia Phật, hắn cần giả mồm. Hắn có thể làm chính là mạnh lên, như vậy mới xứng đáng hy sinh của các lão gia tử cùng Đa Gia Phật. Phía trước có một vết nứt cực lớn giống như thần kiếm chém qua thiên địa, rốt cuộc nó rộng bao nhiêu, cho dù với thị lực của Lăng Hàn cũng không nhìn thấy phần cuối. Hắn phát động phượng dực thiên tường, đôi cánh lửa vỗ nhẹ và đưa hắn tiến về phía vết nứt. Vực sâu nguyên thủy, thiên địa ra đời từ bên trong, trong đó ẩn chứa bí mật thiên địa hình thành, còn có vật chất thủy nguyên vô cùng chân quý. Lăng Hàn thấy rõ ràng, vực sâu không hoàn toàn hắc ám, mà là mơ hồ có hào quang đang nhấp nháy, nhưng loại này ánh sáng này khác với ánh sáng của mặt trời, dường như thuộc về thế giới khác. Hắn không do dự, lập tức thả người mà vào sau khi hắn tiến vào bên trong hắn phát hiện mình mất liên hệ với bên ngoài hắn không cảm ứng được thiên địa quy tắc nhưng mà thánh nhân thân nạp quy tắc cho dù mất liên hệ với thiên địa thì thánh nhân vẫn có thể vận dụng lực lượng thánh cấp mà lăng hàn hắn càng khác biệt nguyên nhân hắn có tín ngưỡng lực trong cơ thể tự thành một thể cho dù tiến vào nơi này hắn vẫn có thể điều động tự nhiên cho nên chiến lực của hắn cũng không bị suy yếu một đường xâm nhập Dường như vực sâu không khác biệt với bên ngoài, cũng chỉ là một vùng không gian tăm tối, ngẫu nhiên mới có ánh sáng lóe lên. Lăng Hàn đi lên bắt giữ, hắn phát hiện thứ này không có tính chất gì, nó thiêu đốt và phóng thích ra hào quang. Oanh, nhưng hắn thình lình phát hiện, nơi xa có một hạt nhỏ bỗng nhiên nổ tung và hóa thành sóng xung kích đáng sợ. Cho dù cách xa như thế, Lăng Hàn vẫn có thể cảm ứng được năng lượng ba động đáng sợ. Đủ để miểu sát thánh nhân Cửu Tinh, Lăng Hàn nhe răng, hắn vội vàng rời xa hạt phát sáng thực lực của hắn cường hoành, sóng xung kích còn chưa đủ tổn thương đến hắn, nhưng mà, bộc phát khoảng cách gần sẽ làm hắn bị thương. Nhãn thuật phát động, Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát hạt kia, qua hồi lâu sau, hắn kết luận. Đó là một viên tinh hạch, không, phải nói đây là tinh cầu bị áp xúc thành một hạt, hơn nữa còn là mặt trời. Cho nên, một khi bộc phát, thậm chí có thể miểu sát thánh nhân cửu tinh. Lăng Hàn nhìn quanh bốn phía, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên nhân nơi này có vô số hạt như thế. Khó trách nói, toàn bộ vũ trụ đều sinh ra từ nơi này. Nhìn xem, những hạt này tương đương tinh cầu cực lớn, nhưng trong hoàn cảnh của vực sâu, nó lại biến thành một hạt như hạt gạo. Không đúng, nó vốn chính là hạt gạo, chỉ khi bay ra khỏi vực sâu sẽ bành trướng vô hạn, hóa thành từng tinh cầu và mặt trời quen thuộc. Vực sâu nguyên thủy bắt đầu tất cả. Chương 5155, phát hiện, Ồ, đột nhiên Lăng Hàn nghĩ đến tình huống không khác gì mình. Trong cơ thể hắn có vị diệt bên trong vị diện ẩn chứa vô số tinh cầu, tinh cầu thì tẩm bổ vạn vật. muốn nói khác nhau chính là quy mô lớn nhỏ khác nhau. hắn liền dung nạp một quả tinh cầu vào người đã khó khăn. chờ chút, nếu hắn thành đế, chẳng phải hắn sẽ làm được? lăng hàn trước đó đã hoài nghi, hiện tại thì hắn đã khẳng định. cái gọi là thần thạch đến từ vực sâu nguyên thủy, nhưng lại thêm đám người đinh thụ, có tất cả bảy khối thần thạch. a, à, chẳng lẽ đám tiểu hoa nhi cũng như thế? chúng ta có liên quan mật thiết với huyền thái vũ. Huyền Thái Vũ đã từng tới vực sâu nguyên thủy, thần thạch cũng xuất phát từ nơi này. Huyền Thái Vũ khẳng định không có khả năng ném thần thạch loạn như vậy, cho nên, thần thạch là sau khi Huyền Thái Vũ hóa đạo mới rơi khắp các ngõ ngách của tinh không. Khi đó rõ ràng không có cơ duyên trường sinh, nhưng 12 tuyệt địa chi chủ lại xuất thế, bọn họ đang tranh đoạt cái gì? Hủy diệt linh đồ hay cái gọi là thần thạch, hủy diệt linh đồ có thể để người ta vận chuyển năng lượng tầng thứ cao thập tinh, hơn nữa, trừ mấy người bá chủ nguyên thế giới ra, những người khác đều không thể tu luyện. Nhưng mà, đại đế đâu? Nếu đại đế cũng nắm giữ năng lượng tầng thứ cao, cho dù là đại đế cũng có thể rất châu bò. Đúng rồi, khi đó vì cái gì huyền thái vũ có thể ngang hàng 12 vị tuyệt địa chi chủ? Những thượng cổ đại đế không có cách gì phát huy toàn lực là một nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân khác là huyền thái vũ nắm giữ năng lượng hủy diệt, cho nên mới uy hiếp tới những thượng cổ đại đế. Nhưng mà, đế quá mạnh, 12 đánh 1, dù huyền thái vũ cơ duyên nghịch thiên, nhận được thần thạch và hủy diệt linh đồ, dù sao thành đế không lâu, chiến lược chưa đạt tới đỉnh phong, cho nên mới thân chịu trọng thương, cho dù tạm thời trấn áp 12 tuyệt địa, nhưng chính mình vẫn hóa đạo không lâu sau đó. Việc này nói thông, nhưng mà, chi tiết cụ thể huyền thái vũ đã chết, chỉ có 12 tuyệt địa chi chủ mới có thể biết rõ. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, nhưng con đường này vô bờ bến, cho nên chỉ có hạt ánh sáng, ngẫu nhiên sẽ có nổ lớn và sinh ra sóng xung kích đáng sợ, miểu sát cấp bậc thánh nhân đa gia Phật truyền cho hắn thần niệm, cũng không có chi tiết nhỏ cụ thể. Hắn đi dòng dã 17 ngày, cuối cùng đã phát hiện khác biệt. Phía trước, xuất hiện một mảnh hỗn độn mơ hồ có thể thấy được trong đó bao dung vạn vật nhưng không nhìn rõ là cái gì. Khu vực hỗn độn này to kinh người, hắn liếc mắt không nhìn thấy đầu, ở khu vực là khu vực vòng tròn bao quanh khu vực hỗn độn. Lăng Hàn biết rõ, khu vực vòng tròn này là chung quanh vực sâu nguyên thủy, mà khu vực hỗn độn mới là vực sâu nguyên thủy, nguy hiểm đến mức có thể làm đại đế vẫn lạc hắn hiện tại chỉ có thể tìm kiếm tiền dược cấp thủy nguyên ở khu vực bên ngoài, chỉ cần nhận được một gốc là có thể giúp tu vi của hắn tăng vọt. Vì cái gì? Vật chất thủy nguyên là cơ sở của đại thế giới bên ngoài, tất cả quy tắc đều do vật chất thủy nguyên hình thành, cho nên luyện hóa vật chất thủy nguyên, tu vi có thể tăng vọt hay không? Nếu có thể đi vào khu vực hỗn độn, thu hoạch khẳng định kinh người, giống như hạt giống thánh hỏa cũng đến từ nơi đó, nhưng mà, hiện tại lăng hàn sông vào chỉ có đi không về. Cho nên, hắn nên thành thật tìm vận may ở bên ngoài. Hắn tiến vào khu vực vòng tròn kia, nó vẫn to kinh người, đây là mặt đất kiên cố, cũng không phải tinh không minh mông. Nhưng Lăng Hàn vừa mới tới gần đã cảm giác có lực kéo kinh người ập tới, từ đó hắn va chạm với mặt đất. Hắn vội vàng dùng lực đối kháng, vừa vặn có thể làm giảm tốc độ rơi xuống. Lăng Hàn quát một tiếng, hắn vận dụng lực lượng tới cực hạn, rốt cục hắn ổn định thân thể và tăng độ cao, rời xa mặt đất, nhưng mà, tốc độ chậm dọa người, hơn nữa tiêu hao quá lớn, hắn đổ mồ hôi như mưa cảm giác giống như đang đối kháng với cường giả tuyệt thế. Ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, nếu hắn tu luyện ở nơi này, thể phách của hắn sẽ tăng lên kinh khủng. Sau đó, hắn không tiếp tục đối kháng lực hút này, hắn đáp xuống mặt đất. Bành, hắn nặng nề rơi xuống, lực hút gia tăng làm tốc độ rơi xuống của hắn kinh người cỡ nào. Nhưng mà, thời điểm hắn rơi xuống đất, hắn phát hiện mặt đất chỉ vỡ nát, cũng không có cái hố xuất hiện. Cái này, Lăng Hàn chấn kinh, phải biết hắn va chạm tốc độ cao như thế hoàn toàn không thua gì thánh nhân tiện tay đánh một kích nhưng chỉ làm hắn bị tê chân mà thôi mặt đất chắc chắn tới mức biến thái như vậy lang hàn móc bùn đất ra xem thế nào dường như mặt đất là thánh liệu hắn phí sức cực lớn mới móc ra được sau đó hắn phát hiện chính mình đang nâng mấy trăm tinh cầu khó trách cứng rắn như thế áp xúc vài trăm tinh cầu vào một chỗ như vậy có thể không cứng rắn hay sao nếu khai chiến ở nơi này đừng nói thánh nhân rất khó tạo thành phá hư cho dù đại đế cũng không phá được bao nhiêu. Không hổ là vùng đất ban đầu của vũ trụ, hắn không tiếp tục đặt lực chú ý vào vùng đất, cho dù bên dưới có cất dấu bảo vật, lấy lực lượng của hắn không có khả năng cậy ra được. Hắn đi lại khó khăn trên mặt đất, trọng lực quá lớn, tốc độ của hắn rất chậm, đừng nói không hợp tốc độ của thánh nhân, cho dù là võ giả trúc cơ cũng nhanh hơn hắn nhiều. Lăng Hàn xem đây là một loại rèn luyện, mà cơ hội như vậy quá hiếm có. Người khác có cơ hội tới đây sao? Trừ đại đế ra, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng có khả năng bị hạt ánh sáng nổ chết, nếu tới nơi này, đừng nói đi tiếp, toàn thân sẽ nằm dạp xuống đất, cũng không thể động ngón tay. Sau đó chỉ chờ chết, Lăng Hàn cũng nghe răng, đa gia Phật thật có lòng tin vào hắn, không sợ hắn gánh không được siêu trọng lực này hay sao. Nơi này khắp nơi quạnh hiu, đừng nói không có người, cả cọng cỏ cũng không có. Lăng Hàn bật cười, nơi này thánh nhân cửu tinh cũng bị ép thành thịt vụn, nói gì tới thực vật. Nhưng mà, nếu thật có thực vật sinh tồn, tất nhiên là tuyệt thế đại dược. Hắn chờ mong nhưng cũng không vội vã, hắn đi lại ở nơi này giống như đang tu luyện, 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn cũng không có thu hoạch gì, tốc độ đi lại đã khác, bởi vì nếu so với 7 ngày trước, hắn có thể phát hiện tốc độ của hắn đã nhanh hơn một chút. Mặc dù chỉ một chút nhưng đúng là nhanh hơn, điều này đại biểu Lăng Hàn đang thích ứng với trọng lực khủng bố tại nơi này. Người khác không biết, nhưng Lăng Hàn lại rõ ràng, cơ quan nội tạng thậm chí là thức hải của hắn đang tân sinh. Đương nhiên, đây là quá trình khá dài, thời gian ngắn không thể hiện ra. Lại một tháng trôi qua, tốc độ của Lăng Hàn lại nhanh mấy phần, thậm chí, hắn ngẫu nhiên có thể nhảy lên vài cái. Trường 5156 Thủy Nguyên Đại Dược Trong bất trí bất giác, Lăng Hàn đã đi tới nơi này được một năm. Nhưng mà, Lăng Hàn vẫn không vội chút nào. Nguyên nhân ở chỗ này, thời gian trôi qua bất đồng. Trọng lực nơi này quá lớn, thậm chí ảnh hưởng tới thời gian trôi qua. Theo Đa Gia Phật suy tính thời gian nơi này trôi qua nhanh hơn bên ngoài nhiều ít nhất gấp trăm lần bên ngoài cho nên cho dù hắn nghỉ ngơi ở nơi này trăm năm bên ngoài chỉ mới trôi qua một năm mà thôi một năm qua đi lăng hàn đã thích ứng với trọng lực tại nơi này hắn vốn tu luyện chân long đoán thể quyết thể phách vô cùng bền bỉ nhưng mà không thể phủ nhận là bộ bí pháp này được chế tạo riêng cho long tộc hắn có thể học nhưng chú định không có khả năng đạt tới đỉnh phong phải biết cho dù hắn có dùng năng lượng cao cấp hơn rèn luyện nhưng cường độ thân thể cũng chỉ ngang hàng với Tiểu Thanh Long. Nhưng mà, đoán thể cường độ cao như vậy, Lăng Hàn đang tu sửa thể thuật của Chân Long thành thích hợp cho hắn. Hắn hiện tại đã là thánh nhân, hắn còn cách đỉnh phong của thế giới một bước mà thôi, cho nên hắn có tư cách sửa chữa. Một năm qua đi, hắn có tiến bộ kinh người. Thứ nhất, đúng là thời gian dài, thân thể thích ứng, nhưng thích ứng cũng có cực hạn, nếu có thể vẫn tiến bộ, đó là vì hắn đã sửa chữa thể thuật của Chân Long. Cứ theo đà này, Chờ thời điểm ta đi ra ngoài, chỉ sợ thể thuật của ta có thể trấn áp thánh nhân cửu tinh. Cho dù ta đứng yên không hành động, mặc cho thánh nhân cửu tinh oanh kích, bọn họ làm sao có thể công phá thể phách của ta? Việc này rất kinh người, nhưng mà, Lăng Hàn cũng bởi vì thế mà sinh ra đắc ý. Bởi vì đối thủ của hắn chính là thượng cổ đại đế. Một vạn thánh nhân gộp lại cũng không bù được một ngón tay của đại đế. Nhưng mà, cho dù không hề rời đi, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Tốc độ của Lăng Hàn hiện tại có thể so sánh với trúc cơ, cho nên tốc độ thăm dò cũng tăng lên rất lớn, một năm qua đi, hắn vẫn không có tìm được bất cứ thủy nguyên đại dược nào. Phải nói, hắn căn bản không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh nào. Thứ này vốn khó tìm, dù ở trong khu vực hỗn độn, thủy nguyên đại dược cũng rất ít, huống chi nơi này là khu vực bên ngoài, mà tốc độ Lăng Hàn lại chậm như vậy, một năm qua đi, hắn không tìm được quá nhiều khu vực, không có thu hoạch cũng không kỳ quái. Ngược lại tốc độ nơi này quá nhanh, không sao. Nhưng mà muốn mượn nơi tốc độ thời gian nơi này gia tăng tu vi. Đây là chuyện không thể nào. Bởi vì nơi này không có thiên địa quy tắc, tu luyện thế nào. Ở chỗ này, tu vi của Lăng Hàn trì trệ không tiến. Cho nên, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào thủy nguyên đại dược. Hai năm, ba năm, mười năm trôi qua, Lăng Hàn vẫn không có thu hoạch gì. Đương nhiên, tốc độ của hắn đã có tăng lên, hắn đã có thể so sánh với chú đỉnh, nhưng đây đã là cực hạn, cũng không phải cường độ thể phách của hắn đã tiến không thể tiến, mà là trọng lực nơi này quá đáng sợ. Khi thể phách của hắn tăng lên, tốc độ của hắn có tăng lên nhưng cực kỳ yếu bớt. 20 năm, 50 năm, 100 năm, lang Hàn đã tới đây rất lâu, thể phách của hắn đã đạt tới cực hạn của giai đoạn này, trừ phi hắn đột phá đế cấp, nếu không chẳng thể tăng lên được nữa. Trước đó hắn vẫn rèn luyện thể phách, dù không có thu hoạch, chỉ ít cũng có cái truy cầu, nhưng hiện tại thể phách của hắn đã tới cực hạn, cho nên hắn cực kỳ nhàm chán nơi này thật sự quá hoang vu còn tốt chính là trong cơ thể hắn có ức vạn vị diện còn có kiều thê như thủy nhạn ngọc có thể câu thông nói chuyện bất cứ lúc nào cho nên hắn không bị cô độc làm nổi điên thời gian lâu dài hắn đã chết lặng mặt không thay đổi đi tới thần thức mở ra tìm kiếm chấn động đặc thù đa gia phật nói vật chất thủy nguyên có chấn động đặc thù một khi tiếp cận sẽ phát hiện dễ dàng thủy nguyên đại dược chỉ là một loại hình thức biểu hiện của vật chất thủy nguyên kỳ thật còn có tồn tại một loại hình thức biểu hiện khác ví dụ như mẫu kim nhưng so sánh ra tiên dược nhiều hơn mà thôi đi 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 lang hàn như cái xác không hồn ở chỗ này hắn không có cách gì tu luyện trừ đi lại và thăm dò bên ngoài hắn không làm được cái gì hả đột nhiên hắn dừng bước trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ cảm ứng được hắn cảm ứng được chấn động đặc thù vật chất thủy nguyên hắn vội vàng đi lên phía trước phía trước xuất hiện một gốc thực vật màu đỏ Gốc thực vật này hết sức kỳ lạ, có thân không lá, mà cành cây như mỹ ngọc, hiện lên hình hơi mờ, nhìn đã cảm thấy thích mắt, cũng có cảm giác vô cùng thoải mái. Thủy Nguyên Đại Dược, Lăng Hàn cười ha ha, hơn 100 năm, rốt cục hắn cũng có thu hoạch. Quá lâu quá lâu, nếu như để đa gia Phật biết rõ, khẳng định sẽ nhổ nước bọt không thôi. Nguyên nhân năm đó hắn tiến vào khu vực hỗn độn nhưng vẫn bỏ ra thời gian ngàn năm mới tìm được Thủy Nguyên Đại Dược, hắn bố cục rất lâu mới có thể sống thêm một kiếp. Đương nhiên Mặc dù cùng là thủy nguyên đại dược, cả hai ẩn chứa vật chất thủy nguyên lượng hoàn toàn khác biệt. Lăng Hàn có gốc thực vật này ít đi rất nhiều, nhưng Lăng Hàn cũng chỉ là thánh nhân nhị tinh, hơn nữa cũng không phải muốn sống thêm kiếp thứ hai, nếu chỉ gia tăng tu vi thì rất kinh người. Lại nói, ở khu vực ngoại vi, chỉ tốn hơn 100 năm đã có thu hoạch, như thế vẫn chưa đủ sao? Đại dược đã tìm được, nhưng mà, đào đại dược cũng làm Lăng Hàn mất thời gian 9 tháng. Không có cách, không thể trực tiếp rút lên như vậy đại dược sẽ đứt, vật chất thủy nguyên sẽ sói mòn. Chỉ có thể đào từng chút một, nhưng mà mặt đất cứng cỡ nào, muốn móc đại dược hoàn chỉnh không thiếu sót, đây là khảo nghiệm cực lớn. 9 tháng, không dài, rốt cục móc ra, lăng hàn mừng rỡ, sau đó hắn nhét đại dược vào miệng và ăn tươi nuốt sống, cũng không nhấm nuốt, trực tiếp nuốt xuống. Sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa, qua một lúc, một cỗ vật chất đặc thù lưu chuyển trong cơ thể của lăng hàn, từ đó hắn có cảm giác cổ lão giống như hắn là khởi nguyên của tất cả vật chất thủy nguyên cơ sở của thiên địa ông trên đầu hắn bắn ra tia sáng giống như thiên địa đại đạo nơi này là khởi nguyên của thiên địa nhưng lại không thuộc về thiên địa không có đạo không có quy tắc nhưng mà luyện hóa vật chất thủy nguyên lại xuất hiện thiên địa đại đạo đây cũng không phải là quy tắc mà là áp đảo trên quy tắc quy tắc là cái gì phục vụ cho thiên địa đại đạo người xem tín ngưỡng lực cũng có thể hóa thành quy tắc mạnh như thánh nhân thậm chí có thể chế tạo một khu vực tuyệt đối, thánh nhân có thể cải biến quy tắc trong khu vực này. Cho nên, quy tắc nhưng đổi, nhưng đại đạo lại là tuyên cổ bất biến. Đây mới là cơ sở chân chính của thiên địa, cơ sở có khả năng cải biến hay không. Trong thời gian ngắn, Lăng Hàn hiểu ra, giống như hắn bắt được hạch tâm, xuyên thủng bí ẩn của thiên địa, nhưng lại cách một tấm màng không cách nào chạm tới chân chính, từ đó hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn vội vàng áp chế tâm tình của mình, bởi vì đây là tâm ma Hiểu ra là thật, tâm ma cũng là thật, nếu hắn liều lĩnh tìm hiểu bí mật của thiên địa, hắn chỉ làm mất đi chính mình mà thôi. Nguyên nhân, cảnh giới của hắn hiện tại không đủ. chương năm bảy Bão Cát, Lăng Hàn bắt lấy cả mộ thiên địa đại đạo, thiên địa đại đạo trên cả quy tắc, quy tắc có hạn chế, giống nơi này căn bản không có quy tắc, không cách gì tu luyện, không thể rút ra thiên địa linh khí, một khi dùng hết quy tắc ẩn chứa trong cơ thể, khi đó chiến lực sẽ giảm xuống. Nhưng đại đạo thì khác, đây là cơ sở của thế giới, là bản chất. Khó trách vật chất thủy nguyên có thể tăng tu vi, nó có thể nhảy qua quy tắc, nhắm thẳng vào hạch tâm, có thể không trâu bỏ sao. Hơn nữa, Lăng Hàn còn phát hiện, đồng thời dung nạp quy tắc, thân thể của hắn không tịch diệt. Phải biết, thân thể tịch diệt đồng hóa với thiên địa, mới có thể chứa càng nhiều quy tắc, đây là con đường tấn thăng của thánh nhân. Tịch diệt 9 lần, đây là cực hạn, cũng là thánh nhân cửu tinh. Nhưng thánh nhân khác nhau, thiên phú khác nhau, có người tịch diệt, một lần có thể dung nạp một đạo quy tắc có người lại là hai đạo thậm chí ba đạo năm đạo giống như lăng hàn là quá biến thái nhưng cho dù như thế nào thân thể tịch diệt sẽ đi theo hướng đồng hóa với thiên địa nhưng mà lăng hàn hiện tại rõ ràng đã dung nạp càng nhiều quy tắc nhưng thân thể cũng không có tịch diệt hắn có tính đã đột phá hay không lăng hàn cũng không biết nếu như cứ thế này hắn không thể tịch diệt lần thứ hai đã dung nạp tất cả quy tắc như vậy hắn có tính là từ thánh nhân nhị tinh đột phá đế cấp rồi Lăng Hàn hơi hỗn loạn, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Có thánh nhân nào có thể tới đây tu luyện không? Thánh nhân cửu tinh cũng sẽ bị đè sập, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ tới ngày thọ nguyên khô cạn. Cho nên nói, hắn là thánh nhân duy nhất có thể tu luyện tại nơi này, nếu không, chỉ ít cũng phải chuẩn đế mới có thể tiến vào nơi đây. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy mình nhận biết tịch diệt cảnh có sai, thậm chí tất cả mọi người đều sai. Tịch diệt cảnh không cần thân thể tịch diệt 9 lần, mà là 9 lần chính là cực hạn, không cách nào tịch diệt được nữa nguyên nhân chín lần thì thân thể cũng đã đồng hóa với thiên địa một lần nữa cũng dung hợp làm một với thiên địa thánh nhân mạnh hơn có thể mạnh vượt qua thiên địa sao cho nên một khi đồng hóa với thiên địa hoàn toàn vậy tương đương sẽ hóa đạo về trời cho nên tịch diệt cảnh thật ra là hết sức dung nạp càng nhiều quy tắc trước khi dung nhập vào thiên địa hoàn toàn nếu như có thể một lần liền dung nạp tất cả quy tắc bát tinh mới là vương đạo nguyên nhân đạp lên đế cảnh cần tự thành một thể đó là con đường khác với đồng hóa cùng thiên địa. Cho nên, nếu thời điểm thánh nhân có thân thể tịch diệt càng ít, khi đó xung kích đế vị càng dễ dàng. Lăng Hàn dốc lòng tu luyện, cảm ngộ, ba ngày sau, vật chất thủy nguyên hao hết, đại đạo biến mất, tu vi của hắn cũng dừng lại. Số lượng quy tắc trong cơ thể của hắn đạt tới 35 đạo. Trên lý luận mà nói, hắn đã có thể đột phá đến thánh nhân tam tinh, bởi vì hắn đột phá một lần là có thể dung nạp năm đạo quy tắc, đây là kinh nghiệm thức đó. Được rồi, không quản hắn hiện tại là thánh nhân mấy tinh, hắn có thể vận dụng càng nhiều quy tắc mới là vương đạo. Theo kinh nghiệm của hắn, số lượng quy tắc cực hạn hẳn là 99 đạo, cho nên, trong cơ thể hắn dung nạp quy tắc đạt tới 99 đạo là lúc hắn bắt đầu xung kích chuẩn đế. Lăng Hàn lại tiếp tục lên đường, tu vi tăng lên nên hắn đi lại rất dễ dàng, nhưng cũng không rõ rệt, chỉ sợ không thành đế, cho dù đi tới nơi nào cũng không dễ dàng. Thấm thoát hai năm qua đi, Lăng Hàn từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì rất bình thường vật chất thủy nguyên chân quý như vậy sao có thể tùy tiện tìm được chứ đừng nói hai năm cho dù hai trăm năm hai ngàn năm không có thu hoạch cũng không kỳ quái đi tới đi tới phiến đại địa này xuất hiện biến hóa không còn mặt đất bằng phẳng mà là có từng cây cột đá trồi lên trời cao ngàn trượng thấp chỉ cao hơn thước chúng có màu xám trắng lang hàn đến gần hắn ngón tay ấn vào quả nhiên quá cứng rắn ấn vào một cái cũng không tạo thành tổn thương xem ra kết cấu nơi này khác biệt cho dù một khối đất như hạt gạo cũng bằng vài trăm tinh cầu. Hắn đi vào trong rừng đá và lục soát một lần. Bảy năm trôi qua, Lăng Hàn đã quen với cô quạch, trong đầu chỉ có một ý niệm đó là tìm vật chất thủy nguyên. Đột nhiên, đôi mắt hắn mở to ra, hắn cảm ứng được có động tĩnh đáng sợ. Chẳng lẽ là, hắn bò lên cột đá cực cao, hắn nhìn ra một nơi thật xa, nơi đó có bảo cát cực lớn. Lúc này hắn biến sắc, nếu ở bên ngoài, bão cắt này tính là cái gì? Nhưng ở nơi này, Mỗi một hạt cát nặng như tinh cầu, hơn nữa còn nhỏ như vậy, bị đánh vào sẽ có khái niệm gì? Bị thánh nhân cử tinh oanh kích liên tục, đồng thời bị mấy ngàn vạn hạt cát đánh vào người, ai mà chịu nổi. Dù là đại đế cũng phải nhíu mày, cũng không dám xem thường chút nào. Loại bão cát này, Lăng Hàn đã hiểu được từ tư liệu của đa gia Phật cho hắn, thứ này vô cùng đáng sợ, cho dù là chuẩn đế như đa gia Phật cũng không dám ngạnh kháng, đây là một trong những nguy hiểm nhất ở khu vực bên ngoài. Nhưng Lăng Hàn tiến vào nơi đây hơn 100 năm, trước đó hắn không gặp được là vì vận khí của hắn tốt. Đối mặt với bão cắt như thế, chạy là chuyện không thể nào. Trọng lực quá lớn, tốc độ nhận hạn chế, căn bản không chạy nổi tốc độ bão cát. Cho nên, chỉ có thể lập tức tìm kiếm công sự che chắn, từ đó chạy trốn bão cát đáng sợ. Lăng Hàn tìm kiếm cột đá thô to, sau đó dựa lưng vào, chờ đợi phong bạo tiến đến. Thật nhanh, qua một lúc sau, bão cát đánh tới, cũng thổi qua bên người Lăng Hàn. Còn tốt, hắn dựa lưng vào cột đá, cho nên hắn tránh được vô số công kích, nhưng mà hắn luôn bị trúng hạt cát thổi vào người. Mẹ nó, cũng nhờ thể phách của Lăng Hàn quá mạnh, quá kinh khủng, nhưng hạt cát chẳng khác gì tinh cầu nện vào người. May mắn hiện tại nhờ vào việc hắn có thể phách đạt tới thánh cấp cực hạn, nếu không, đó không chỉ là đau đớn, mà là bị nện chết. Nếu như không có cột đá che chở, nếu hắn đối kháng chính diện thì hắn chết chắc. Lăng Hàn cảm thấy may mắn, không có gặp bão cát trên cánh đồng bằng phẳng, nếu không hắn có thức tỉnh đế binh thì có thể ngăn cản bao lâu. Trốn vào trong hỗn độn cực lôi tháp, chấn động xung kích cũng làm hắn thịt nát xương tan, kéo dài đến một giờ, bão cát rốt cuộc qua đi, lăng hàn cố áp chế, quần áo trên người đã vỡ nát, cũng biến mất theo bão cát, hiện tại hắn đang trần trụi không mảnh vải che thân. Hơn 100 năm không có gặp được nguy hiểm nên coi thường, suýt nữa quên mất đây là nơi đáng sợ nhất thiên địa, ngay cả đại đế cũng có thể có thể nuốt hận. Lăng Hàn nhe răng, bão cát qua đi, Lăng Hàn tiếp tục đi tới khu rừng đá này to lớn kinh người, dường như vận khí của Lăng Hàn đã không tốt, hắn bắt đầu gặp báo cắt liên tục, cho nên tiến độ dò xét của hắn rất chậm. 600 năm qua đi, a, à, Lăng Hàn biểu lộ đờ đẫn cũng thay đổi, lại cảm ứng được chấn động đặc thù, chương 5158, khách đến thăm. Tốt, Lăng Hàn mừng rỡ, lần này rung động rất mạnh, đây là một gốc tiên dược, toàn thân xanh biếc, vui tai vui mắt. Lăng Hàn lập tức bắt đầu đào móc, hắn đào móc phi thường khó khăn, mặt đất quá mức cứng rắn mà bản thân tiên dược vô cùng yếu ớt hơi sơ ý sẽ làm bị thương thời gian nửa năm qua đi nhưng lăng hàn vẫn không thể nào hoàn thành quá trình đào móc còn kém một chút nhưng sẽ mất thời gian mấy tháng nhưng vào lúc này hắn cảm ứng có chấn động chấn động đặc thù a à, lăng hàn kinh ngạc đột nhiên xuất hiện thủy nguyên đại dược sao nhưng không đúng hắn cảm ứng được khí thức ba động đang tới gần tiên dược có thể tự đi ách bên ngoài có tiên dược thông linh đừng nói chạy trốn còn nhổ nước bọt đấy. Nhưng mà, nơi này cũng như thế sao? Chấn động càng ngày càng gần, hơn nữa còn đi thẳng tới đây. Lăng Hàn xoay người lại, trong mắt hắn nhìn thấy có người đi tới. Cái gì? Hắn giật mình, ở chỗ này có thể nhìn thấy người khác? Làm sao có thể chứ? Phải biết nơi này trọng lực to đến kinh người, thánh nhân cửu tinh tới cũng phải bị chấn áp nằm xuống, trừ Phi Châu bỏ giống như hắn. Trừ việc này ra, hoặc là chuẩn đế, hoặc là đại đế, không có khả năng thứ tư nếu như đối phương cũng là thánh nhân, đối phương tuyệt đối là siêu cấp đại địch, mà nếu như là chuẩn đế thậm chí đại đế thì hậu quả không tưởng tượng nổi. hắn ngưng mắt nhìn, chỉ thấy đây là một người trẻ tuổi, toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu bạc, chiến giáp này phát ra chấn động đặc thù. Thánh nhân, lăng hàn dùng nhãn thuật nhìn thấy rõ ràng, thánh hỏa trong cơ thể người trẻ tuổi kia có màu xanh. nói cách khác, đối phương là thánh nhân lục tinh. t, thánh nhân lục tinh có thể đi lại ở đây như giẫm trên đất bằng, còn nhẹ nhóm hơn hắn, đây là kình địch hắn giật mình, người trẻ tuổi đối diện còn khiếp sợ hơn, miệng hắn mở lớn, đôi mắt mở to như nhìn thấy quỷ. Tình huống như thế nào? Đây là người chung đường, vì cái gì không có mặc chiến giáp, không có chiến giáp có thể hành tẩu ở đây. Hắn là quái vật sao? Trong thời gian ngắn, trong đầu của hắn đều là dấu hỏi, chấn động đến mức hắn hoàn toàn không còn suy nghĩ được. Người tốt, lăng hàn vẫy vẫy tay, hắn rất tò mò về người trẻ tuổi kia. Nghe được lời của hắn, người kia khôi phục tinh thần, ánh mắt của hắn nhìn tiên dược màu xanh lá, hắn vừa muốn mở miệng thì Lăng Hàn nói trước. Đây là của ta, ách, khóe miệng của hắn co giật, người phản ứng quá nhanh, ta còn chưa nói gì. Hơn nữa, người làm sao biết ta muốn tiên dược, hắn nghĩ một chút, Lăng Hàn đi lăn lộn với ai. Đại hắc cẩu, danh sưng vắt chảy ra nước, cho nên, muốn chiếm tiện nghi của Lăng Hàn khó cỡ nào. Người trẻ tuổi nhìn Lăng Hàn, cau mày, ngươi là môn hạ của đại đế nào? Lăng Hàn rung động, môn hạ của đại đế nào? Đại đế, trong nháy mắt, trong đầu Lăng Hàn sinh ra vô số suy nghĩ. Hắn biết có đấu chiến Thánh Hoàng, Thiên Bồng Yêu Hoàng, Lăng Thiên Tổ Vương tiến vào vực sâu nguyên thủy, từ đó liền không có tin tức. Nhưng mà, đã trôi qua vô số năm tháng, rất nhiều thế lực vẫn kiêng kỵ những tổ vương này còn sống, nhất là đấu chiến Thánh Hoàng và Thiên Bồng Yêu Hoàng. Cho nên, hầu ca chỉ bị chân áp, sắc trừ cũng bị giam cầm tu vi. Có lẽ, còn có đại đế cũng tới nơi này, nhưng trong tư liệu lịch sử không có ghi lại nếu như những đại đế này thật cần trường sinh hơn nữa vì nguyên nhân nào đó nên phải sống trong vực sâu nguyên thủy như vậy đối phương nói sẽ có ý nghĩa rất lớn những đại đế này khai chi diệp tại đây lại có truyền nhân hậu nhân mặc dù chỉ là một câu nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều tin tức lang hàn không ngừng suy nghĩ nhưng trên mặt không thay đổi hắn phải lừa bịp cho qua việc ta chính là môn hạ của đấu chiến thánh hoàng oanh không nghĩ tới câu này vừa ra khỏi miệng Người trẻ tuổi kia lập tức xuất thủ tấn công Lăng Hàn, hắn đấm ra một quyền, rõ ràng chỉ có 12 đạo quy tắc nhưng lại dung nhập lực lượng đặc thù nào đó, làm cho uy lực vượt xa 12 sao. A, à, để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Chẳng lẽ Tổ tông hầu ca quá mức hiếu chiến, đem nơi này đều đắc tội các đại đế, cho nên hắn vừa báo ra tên đấu chiến thánh hoàng sẽ bị nhắm vào. Nhưng lực chú ý của hắn bị công kích của đối phương hấp dẫn. Chỉ có 12 đạo quy tắc nhưng uy lực lại đạt đến 20 đạo. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, đối phương cũng nắm giữ đại sát khí cùng loại với năng lượng hủy diệt dạng? Còn nữa, nơi này rõ ràng không có quy tắc, ra hỏa này tu hành quy tắc thế nào? Vật chất thủy nguyên, hay đối phương từng đi ra ngoài? Phải biết, mặc dù vực sâu nguyên thủy nguy hiểm nhưng tiến vào không có nghĩa không thể ra ngoài. Hơn nữa, một kích đạt tới 20 đạo quy tắc. Đối với thánh nhân lục tinh mà nói việc này phi thường kinh người, thậm chí vượt qua con của đại đế, có lẽ chỉ kém đám người đinh thụ kém một chút. Nghe khẩu khí của hắn, dường như là môn đồ của đại đế, vậy thì kỳ quái, môn đồ đại đế làm sao có thiên phú cao bằng con của đại đế. Bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, tu luyện thành thánh nhân càng thêm châu bò. Lăng hàn nghi hoặc càng ngày càng nhiều, hắn vừa phân thần nên xuất hiện cả trăm sơ hở. Tự tìm cái chết, người trẻ tuổi kia cười lạnh, đối mặt công kích của hắn, người lại dám phân tâm. Bành, hắn xông tới đánh vào ngực lăng hàn, lập tức, lăng hàn lui về phía sau bảy bước, trời ơi! Người trẻ tuổi kia rõ ràng đã chiếm thượng phong nhưng lại sợ hãi tới mức ra đầu tê dại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Một kích vừa rồi là tám thành thực lực của hắn, nhưng chỉ đánh lăng hàn lui bảy bước. Sau đó, không có sau đó, mẹ nó, đây là quái vật cỡ nào, t hắn là đại đế giả trang sao, ngươi, ngươi là ai, giọng nói của hắn run rẩy lang hàn mới lấy lại tinh thần, mặc dù thực lực đối phương bất phàm, nhưng hắn mạnh hơn nhiều, hơn nữa, tới đây sắp một ngàn năm, thể phách của hắn mạnh đến mức nào. Chân Long đế thuật được năng lượng cửu tinh rèn luyện, lại thêm nơi này có trọng lực kinh khủng, thể phách của Lăng Hàn được rèn đúc cực mạnh. Có thể nói, hiện tại cho dù là thánh liệu cũng không có kiên cố bằng thân thể Lăng Hàn, nếu như hắn có thể bước vào chuẩn đế, nói không chừng thể phách sẽ sánh bằng mẫu kim. Đại đế công kích hắn, hắn miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, thậm chí nhiều hơn. Người chỉ là thánh nhân lục tinh, có thể đánh ra 20 quy tắc bát tinh, có thể đánh hắn lùi bảy bước cũng đáng kiêu ngạo lắm rồi. người rất mạnh, Lang Hàn khen, mẹ nó, người có cần mặt mũi hay không? Sắc mặt người trẻ tuổi kia tối tăm, ta mạnh như vậy, người chịu một quyền của ta chỉ lùi bảy bước, vậy ngươi còn mạnh tới mức nào? Có không biết xấu hổ khoe khoang như vậy sao? người là ai?" Hắn hỏi lần nữa, đối phương tuyệt đối không phải đại đế, không có đại đế nào không biết xấu hổ như vậy. Chương 5159, thủy nguyên chiến giáp May mắn Lăng Hàn không biết người trẻ tuổi này suy nghĩ cái gì nếu không, hắn khẳng định sẽ không phục, dựa vào cái gì nói hắn không biết xấu hổ. Lăng Hàn nói, ta không phải nói với người rồi sao, ta là môn hạ đấu chiến thánh hoàng, ngươi là ai? Người trẻ tuổi kia suy một tiếng, ngươi làm như ta ngốc lắm. Ta chính là Vương Chiết, hắn nói, lại không đề cập tới mình là môn hạ của đại đế nào. Lăng Hàn lắc đầu, hắn lẩm bẩm, xem ra, cứ đánh một trận cho phục tùng, vậy khẳng định sẽ thành thật hắn nói không nhỏ, vương chiết lập tức giận dữ, khẩu khí của ngươi thật lớn, đừng tưởng rằng ngươi thể phách cường hoành thì có thể xem thường ta. Hắn kháng nghị, đến, lang hàn vẫy vẫy tay, đợi chút nữa ngươi sẽ ngoan, làm càn, vương chiết hét lớn một tiếng, hắn lao tới chém giết với lang hàn. Công kích của hắn phi thường đơn giản, không có biến hóa gì, cũng chỉ có 12 đạo quy tắc bát tinh, nhưng uy lực lại cực mạnh. Lang hàn chỉ có thể cảm thán, đây chính là vực sâu nguyên thủy, không hổ là khởi nguyên của vũ trụ, tùy tiện chạy ra một người cũng trâu bỏ như thế. Nhưng đối phương kém hắn quá xa, lang hàn ninh kích, cũng không sử dụng quy tắc, hắn sử dụng thể thuật ngăn cản. Bang, 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 trong lúc giao thủ, Lăng hàn hoàn toàn khẳng định, quy tắc của đối phương chỉ có 12 đạo, nhưng thực lực đạt tới 20 đạo quy tắc bát tinh. Chiến lược ngoài danh ngạch này tới từ đâu, cũng không phải thể thuật của đối phương, lực lượng cũng là một phần của chiến lược nhưng còn lâu mới có thể khoa trương như vậy. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ vận dụng lực lượng thuần túy nên không mạnh hơn nhiều, dù là hắn, chiến lực 12 đạo quy tắc bát tinh cũng không phải đối thủ của Vương Chiết. Nhưng mà, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, mặc dù chiến lực Vương Chiết hơn hắn, nghĩ đánh bại hắn, đánh Lăng Hàn bị thương là chuyện không có khả năng. Hừ, cho rằng người mạnh bao nhiêu, thì ra là dựa vào thể thuật. Vương Chiết lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy khinh bỉ, thể phách người mạnh hơn nữa, không thắng hắn thì làm được cái gì. Chờ ta bắt ngươi, sau khi siêu hồn, thân phận của ngươi không thể che giấu. Thế công của hắn càng mạnh hơn, Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi lấy tự tin ở đâu ra thế, trước mặt hiện thực, còn không thừa nhận sao. Vương Chiết nói, oanh, hắn đánh ra một quyền chỉ có 12 đạo quy tắc, nhưng được năng lượng thần bí gia trì, hắn phát huy ra chiến lực 20 đạo quy tắc. Kỳ quái, chính bởi vì hiếu kỳ, Lăng Hàn mới không sử dụng quy tắc với đối phương. Đương nhiên, cân nhắc một phương diện khác, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, quy tắc trong cơ thể dùng một chút sẽ ít một chút, chỉ có thể dựa vào vật chất thủy nguyên bổ sung. Có thể dùng vật chất thủy nguyên chân quý bổ sung quy tắc mà không phải tăng lên tu vi, đây là lãng phí to lớn cỡ nào. Hắn đang quan sát phương chiết, hắn chưa từng gặp qua hệ thống chiến đấu của đối phương, hắn muốn nghiên cứu một phen. Mấy trăm chiêu qua đi, Lăng Hàn có phát hiện, kỳ thật, bản thân vương chiết cũng không mạnh, hắn chính là thánh nhân lục tinh, nhưng tuyệt đối không thể có thiên phú cao hơn con của đại đế, năng lượng thần bí tới từ chiến giáp, lăng hàn nghĩ tới trước đó hắn cảm nhận có chấn động đặc thù cũng đến từ chiến giáp trên người vương chiết ừm hắn gia tăng thế công rốt cục cũng dùng tới quy tắc trong nháy mắt đã gia tăng chiến lực lên mức kinh khủng bành một quyền mà thôi hắn đánh vương chiết ngã xuống đất nha dùng sức quá mạnh nên đánh người này ngất xỉu lăng hàn nghe răng rất lâu không giao thủ với người khác mà thực lực của hắn lại tăng trưởng quá nhanh cho nên khó tránh không thể thu lực hắn cởi chiến giáp trên người vương chiết ra nhưng mà thật khó cỏi, dường như nó dính vào người của đối phương, tựa như là một phần thân thể của đối phương. thế nhưng mà, ở trước mặt man lực của lăng hàn, chiến giáp chỉ có thể ngoan cố chống lại một hồi. a, à, sau cây ếch hắn cởi chiến giáp ra, chỉ thấy vương chiết bị đè ép biến thành cặn bã. cái này, lăng hàn đổ mồ hôi lạnh, hắn căn bản không muốn giết vương chiết, cho dù muốn giết cũng phải tra hỏi một phen. nhưng bây giờ, gia hỏa này chết rồi, vì cái gì? đơn giản, bị siêu trọng lực nơi này ép thành cặn bã ngay cả thần hồn cũng vỡ nát, tự nhiên lập tức tử vong, không có khả năng sống sót. Hắn nhìn chiến giáp trong tay, trong lòng minh ngộ, đối phương trước đó đi lại nhẹ nhõm hơn hắn, tới lui tự nhiên là dựa vào chiến giáp này. Có thể phản trọng lực, hiện tại cởi chiến giáp ra, ra hỏa này chết ngay lập tức. Ai, hắn thật không muốn giết người này, ở chỗ này, không thể làm quỷ, chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo. Lăng Hàn thì thào nói, hắn bắt đầu nghiên cứu chiến giáp, phát hiện vật liệu chiến giáp là một loại kim loại, trong đó bao hàm vật chất thủy nguyên cho nên chiến giáp mới thần kỳ như thế sau đó hắn mặc chiến giáp vào người lập tức hắn cảm giác thân thể đã nhẹ hơn nhiều ách trọng lực vẫn có nhưng so với trước kia thì yếu hơn quá nhiều hiện tại lăng hàn có thể phát huy ra tốc độ tôn giả hơn nữa đồ chơi này có lực phòng ngự cực cao có thể đối kháng trọng lực nơi này làm sao có thể không cứng rắn thánh liệu cũng rất khó so sánh đương nhiên Trọng yếu nhất chính là vật chất thủy nguyên trong đó, có nó mới giúp chiến giáp có đặc hiệu, nếu không trực tiếp đào trong đất ra, nó có thể cứng rắn như vậy sao? Nhưng như thế, bản thân mình sẽ bị đè sập trước. Gia hỏa này đến từ khu vực hỗn độn, lang hàn nhìn về phương xa, nơi đó có hỗn độn bao phủ, vạn vật khó nhìn rõ ràng. Năm đó đại đế tiến vào nơi đây, có phải vẫn còn sống hay không? Càng mấu chốt chính là, có bao nhiêu đại đế tiến vào nơi này? Nếu như bọn họ đều có thể xuất thế, 12 tuyệt địa không còn là uy hiếp. Có thể thành đế, có ai yếu hơn kẻ khác, cho nên, nơi này cũng có 12 vị đại đế, khi đó có thể dễ dàng diệt trừ 12 tuyệt địa uy hiếp. Ta có nên đi vào bên trong giò xét hay không? Đặt ở trước đó, Lăng Hàn không dám làm loạn, nhưng mà, hiện tại hắn có chiến giáp, tốc độ của hắn tăng vọt, lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, hắn dám đi vào mạo hiểm. Nhưng mà, ta nên đi quanh khu vực bên ngoài một vòng, hết sức tìm kiếm vật chất thủy nguyên, thực lực càng mạnh, đi vào càng an toàn. Lăng Hàn tiếp tục đào tiên dược, qua hơn 20 ngày, cuối cùng hắn cũng đào đại dược lên và luyện hóa. Oanh, trên đầu hắn xuất hiện cột sáng đại đạo, hắn tinh tế thể ngộ, thầm nghĩ, nếu hắn nắm giữ đại đạo của bản thân, vậy trên đời này có ai ngang hàng với hắn. Đại đế cũng chỉ nắm giữ quy tắc cửu tinh, nhưng quy tắc do đại đạo diễn hóa, nắm giữ đại đạo, tương đương với nắm giữ tất cả căn bản.